Hello xin chào các bạn, các bạn đang muốn xem một bộ truyện tu tiên hệ thống, một bộ truyện có nhiều tình tiết bất ngờ thì đây chính là bộ truyện dành cho các bạn. Câu chuyện kể về Diệp Thiên Minh, thiếu niên 16 tuổi, mang trong mình căn bệnh quái ác khiến khí huyết suy yếu và sẽ chết sau 10 năm. Tình cờ, hắn lại gặp được Liễu Mộ Kỳ, đại tỷ tỷ tu tiên xinh đẹp, bị truy đuổi bởi kẻ thù. Từ đây, mối quan hệ giữa Diệp Thiên Minh và Liễu Mộ Kỳ sẽ phát triển như thế nào? Diệp Thiên Minh sẽ gặp phải những thử thách gì trên con đường tu tiên? Mời các bạn theo dõi. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để nhận video mới nhất nha. Một buổi tối nọ sau núi Thông Linh Khê, có bóng dáng người thiếu niên đang đào thứ gì đó. Người đó là Diệp Thiên Minh năm nay 16 tuổi. Hắn ngồi bệt xuống đất mặt đầy mồ hôi thở dốc nói, "Phu cuối cùng đào xong rồi, mộ của ta." Nói rồi hắn đứng dậy tự nhủ, xem ra ta cũng giống ngươi không thể chiến thắng vận mệnh. Nhìn cái bảng bên cạnh ghi mộ của tiên phụ Diệp Thành hắn không khỏi cảm thán, "Chà." Rồi hắn lại nghĩ về quá khứ, không biết bắt đầu từ đời nào mà chỉ cần là con cháu Diệp Thị trên ngực sẽ nổi lên hoa văn đen kỳ lạ. Trong vòng 10 năm ký chủ sẽ không ngừng yếu ớt đi cho đến khi khí huyết cô cạn rồi chết đi trong đau đớn vô cùng. Không ai là ngoại lệ. Trước mặt hắn là hàng trăm ngôi mộ của cả tổ tiên nhà hắn. Nam chính từ từ rút một con đao nhỏ từ bên hông ra nghĩ, tới ngày mai sẽ chấm dứt hoa văn trên người ta là vừa tròn 10 năm. Đưa con dao ra dần trước ngực rồi trong lòng đã tự có tính toán, thay vì biến thành bộ dạng thê thảm thì nhân lúc này kết liệu chính mình mới là lựa chọn tốt nhất. Đáng ghét ít nhất các tổ tiên còn từng được ôm lấy thê tử còn ta đến nữ nhân cũng chưa từng chạm vào. Lại nghĩ đến cảnh tượng không đứng đắn, hắn nghĩ hắn sẽ đi chơi đùa những cô gái, đáng ghét lại nhìn lén người ta. Đừng, tiểu thúy. Thật là muốn trước khi chết được. Chợt có một thứ gì đó lao thẳng đến chỗ hắn. Thiên minh không phòng trước mà ngã thẳng ra đằng sau hét lớn, ư a i a. Lấy tay đỡ thân mình để không nằm ra đất rồi nhìn lên bia mộ trước mắt đã bị mẻ một miếng. Trong làn sương khói dường như nghe thấy tiếng người đang ho, cụ khụ. Dần dần hiện ra một thân ảnh của cô gái thương tích đầy mình đang nằm dưới đất. Hắn núp sau bia mộ thắc mắc nói, người tu tiên. Cô ngồi dậy thì phía bên ngoài có người hét lớn, Liễu Mộ Kỳ ngươi không chạy thoát đâu. Nghe đến đây có liền cất bước chạy đi. Nhưng sau đó lại lập tức ngồi xuống phía sau bia mộ. Người kia đứng lên kiếm đang bay trên không trung ung dung nói, không muốn bị hợp hoan tán dược làm nổ cơ thể mà chết thì ngoan ngoãn hiên thân đi. Mộ kỳ sợ hãi mà co rúm người lại, người đối diện nói tiếp, yên tâm ta sẽ yêu thương người. Một lúc sau cũng không thấy ai lên tiếng hắn hừ một cái, không ở chỗ này nữa sao chạy nhanh thật. Chớp mắt hắn đã bay đi thật xa. Cô gái run rẩy bước về phía trước. Chậm chậm đi ra đến cửa hang quan sát. Nam chính thì núp sau mà đầy hoảng sợ mồ hôi lạnh đầy mặt. Bàn tay cô chạm đến nơi mà nam chính đang núp. Cô ta vui mừng mà nói, mùi của nam nhân. Chẳng nói chẳng rằng mà trực tiếp đè thiên minh xuống đất. Rồi nói, đừng sợ hãi. Mộ Kỳ Câu dẫn nói, tiểu đệ đệ, mặt hắn đã đỏ ửng lên khi thấy cảnh tượng trước mắt. Cô vừa nói chuyện một cách ám muội vừa vuốt đùi người phía dưới, để tỉ tỉ dạy để cách làm chuyện vui nhé. Hắn bối rối không nói lên lời, hả? À. Bất ngờ đồng tử của cô co lại nhận ra người bên dưới có chút bất thường. Lập tức đẩy ra hết, khốn khiếp mặt của hắn bị cô đẩy đến chảy máu mũi ui cha cô vẫn ngồi trên người hắn ôm đầu đau đớn hai mắt dần dần lịm đi bầu không khí cũng trở nên ám muội hơn bao giờ hết nắm chặt lấy tay đối phương cô như bị ai lấy đi mất ý chí mà tự lấy tay hắn chạm vào vòng một của mình kêu giờ ở đây nam chính hốt hoảng dây trước còn đánh người ta dây sau đã tự mình tìm tới vừa chạm đến chỗ đấy cô đã tát mạnh hắn nói dám sàm sỡ lão nương hắn ôm mặt đang xứng tấy của mình mà nói cha a a a giết con đi rồi lại cúi người xuống hôn hắn hai đôi môi chạm nhau trong đêm tối có tiếng người con gái yêu kiều vang lên ưm um. sương sớm đã đậu trên từng chiếc lá thiên minh nằm dưới đất mơ màng kêu đừng đừng khuôn mặt phấn khích ngồi dậy đừng đừng rồi lại ngó nghiêng xung quanh hùng tỉ tỷ đâu hắn gãi đầu thế là mơ à rồi lại liếc mắt xuống dưới hắn hốt hoảng nhận ra chuyện gì vậy hoa văn màu đen trên ngực mình biến mất rồi diệp thiên minh cứ như vậy mà chạy như ma đuổi trong đêm khuya phải đến lúc này cậu mới dám thở phào một tiếng thầm nghĩ đã qua giờ tí cơ thể không có phản ứng gì tiêu cực mà hoa văn màu đen cũng không còn nữa xem ra mình không phải chết nữa rồi lại còn làm chuyện vui vẻ trong mơ với đại tỷ tỷ he he nhớ đến chuyện đó lại khiến cậu bất giác đỏ mặt đột nhiên khung cảnh phía trước khiến cậu chợt khựng lại vài nhịp Thiên Minh đứng trên ngọn núi, nhìn xuống bên dưới mà không khỏi thắc mắc, muộn thế rồi, sao trong thôn còn náo nhiệt như vậy? Giây tiếp theo, một tiếng hét thất thanh liền truyền tới tai cậu, mã tặc tới rồi, cứu mạng. Từ góc nhìn của Diệp Thiên Minh, khung cảnh ngôi làng lúc này trông thật sự hỗn loạn, những căn nhà đang dần bị đốt cháy và tiếng kêu cứu của người trong làng đang thi nhau vang lên. Cùng với đó là những tiếng truy đuổi gắt gao, đừng chạy, giết hết chúng. Trong phút chốc, gương mặt cậu tức khắc trở lên biến sắc, mã, mã tặc đám mã tặc đang không ngừng chém giết người dân trong làng giết bọn chúng như đám thú hoang điên cuồng giết từng người một mà những người còn lại ai nấy đều đang khiếp hồn khiếp vía vừa chạy thục mạng vừa la hét cứu cứu với đứng lại diệp thiên minh đương nhiên đã bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ cậu cẩn trọng núp sau một gốc cây gần đó cau mày nghĩ thầm chết rồi xem ra cả thôn đều thất thủ rồi bất chợt cậu nghe thấy tiếng hét từ một giọng nói quen thuộc thả ta ra tên mã tặc chính là đang muốn cưỡng bức nữ nhân xinh đẹp kia còn muốn chạy thiên minh theo hướng phát ra giọng nói lập tức nhận ra cô gái đó chính là tiểu thúy đám mã tặc nở một nụ cười bỉ ổi nhìn cô chúng thi nhau buông ra những lời ghê tởm về phía tiểu thúy đừng căng thẳng mà cô bé chơi cùng các ca ca đi bọn ta sẽ không làm hại ngươi đâu khiến thiên minh chứng kiến một màn này vô cùng tức giận đám khốn kiếp này cậu vốn định rút con dao găm ở cạnh sườn ra nhưng bàn tay trong phút chốc trượt khựng lại thiên minh cắn răng chịu đựng tự nhắc nhở bản thân mình, không, không được, bình tĩnh đi Diệp Thiên Minh. Trước mắt tình hình này nếu mình xông ra thì ngoài chịu chết ra chẳng làm được gì. Phải quý trọng cái mạng không dễ dàng gì mới nhặt về được này, lén chuồn đi mới là thượng sách. Phía bên kia, tiếng cười dâm tặc của bọn chúng vẫn đang không ngừng vang lên, ha ha ha, những người nhìn thấy đều có phần, lão tử lên đầu tiên. Ta lên đầu tiên, Diệp Thiên Minh dù muốn cứu cô nhưng khả năng không cho phép cậu làm điều đó, liền lén lút mà trốn đi, tiểu thúy, đừng trách ta bên phía tiểu thúy tên mã tặc cứ như vậy đánh một bà tai thật mạnh về phía cô khiến cô ngã lăn ra đất giây sau hắn chậm chậm tiến lại gần cô với giọng điệu kinh tởm cô nương bổn đại gia sẽ yêu thương ngươi cho đàng hoàng đây tiểu thúy bị đối phương dọa sợ lúc này cô dường như đã hết cách rồi chỉ biết lớn tiếng hét lên hai từ đừng mà nhưng chính lúc đó một sự việc bất ngờ xảy ra diệp thiên minh vậy mà không chạy đi cậu đã quay lại để cứu tiểu thúy từ phía sau Thiên Minh cầm theo con dao găm của mình lao lên, chuẩn bị đâm về phía đối phương. Đáng tiếc, kế hoạch của cậu đã bị hắn phát hiện. Tên mã tặc quay ngoắt lại, một tay chặn lấy nhát chém của cậu. Khoảnh khắc này khiến sắc mặt Thiên Minh trở nên cau có khó coi, gai, gai rồi, không đâm trúng điểm yếu. Tên mã tắc cứ như vậy một đường ném thẳng cậu xuống đất, cút ra, khiến thiên minh đau đớn kêu lên, ui cha. Lúc này, mục tiêu của hắn đã chuyển sang phía cậu, khốn kiếp. Diệp thiên minh hiểu rõ chuyện tiếp theo sẽ như thế nào, vội nói với tiểu Thúy, "Tiểu Thúy, ngươi ra đó làm gì?" Mà cô hiện tại đã bị cảnh tượng vừa rồi làm cho cứng nhắc rồi, Diệp Diệp Thiên Minh. "Chạy mau." Diệp Thiên Minh lớn tiếng hét lên. Liền thấy sắc mặt hoảng hốt của đối phương, cẩn thận đằng sau. Ngay khi tiểu Thúy vừa dứt lời, một nhát kiếm cứ như vậy đâm xuyên qua cơ thể cậu. Tên mã tặc ở phía sau lạnh giọng cất tiếng nói, "Con thỏ con chạy từ đâu ra vậy?" "Lão Dương, huynh sao rồi?" "Không sao, bị thương nhỏ thôi." Tiểu Thúy nhìn cậu đang vô lực ngã xuống, lo lắng gọi tên cậu Diệp Thiên Minh. Sau khi xử xong nam chính, lão Dương liền chuyển hướng qua Tiểu Thúy. Hắn nắm chặt tóc cô, gần giọng nói: "Con đàn bà thối, ngươi muốn đi đâu? Nếu không phải ngươi lão tử sẽ không bị thương. Hôm nay ta phải chơi chết ngươi." Tiểu Thúy cứ như vậy mà không ngừng la hét trong bất lực, thả ta ra. Còn Thiên Minh lúc này thì chỉ biết gọi tên cô Tiểu Thúy. Nhát đâm kia đã khiến cậu mất hết sức lực diệp thiên minh giờ chỉ có thể chút cơn giận qua nắm đấm của mình rồi tầm nhìn của cậu cứ thế dần dần nhỏ lại đáng ghét cậu dường như chỉ nghe thấy tiếng kêu cứu của tiểu thúy mà không thể làm gì cả diệp thiên minh cứu ta ta đã nói là sẽ biến thành như vậy mà trong cơn mê man cậu chợt nghe thấy một giọng nói vang lên gọi tên mình diệp gia tử đợi ngươi lâu lắm rồi thiên minh vậy mà chưa chết cậu khó khăn mở mắt ra nhìn khung cảnh xa lạ trước mắt khiến cậu không khỏi lo lắng đây đây là đâu rõ ràng ta vừa mới. Trước mắt cậu là một cánh cửa mật thất khổng lồ. Vào giây tiếp theo, khi cậu còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì một sự thay đổi bất ngờ xuất hiện trong cơ thể cậu. Hoa văn màu đen trên ngực Thiên Minh bất ngờ phát sáng, tỏa ra một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Phía trước, lão Dương vẫn đang lớn tiếng ra lệnh cho tiểu Thúy mà làm chuyện đồi bại với cô, khốn kiếp, mở đùi ra. Không biết rằng ai đã xuất hiện sau lưng hắn. Mãi đến khi đồng đội của hắn hốt hoảng chỉ về phía sau, này, đó là thứ gì? hắn ta mới hiếu kỳ ngẩng lên hả à. ngay khi lão dương vừa quay đầu lại nhìn diệp thiên minh với vận tốc như một con báo đen lao về phía hắn trực tiếp nắm đầu đối phương giây tiếp theo một khung cảnh tràn đầy máu me theo đó xuất hiện tên lão dương dưới một quyền của cậu đã mất đầu luôn rồi cảnh tượng đáng sợ này khiến tiểu thúy dường như chết lặng đứng tim đám huynh đệ của hắn cũng bị nam chính dọa sợ rồi lão dương quay trở lại với thời gian trước đó khi diệp thiên minh bất ngờ lạc tới mật thất kia con rồng khổng lồ đang bị xiềng xích giam giữ trước mặt cậu bất ngờ cất tiếng nói diệp gia tử coi như chưa gặp người khiến thiên minh nhất thời bị dọa sợ mặt mũi theo đó tái mét giây tiếp theo không cần nói cũng biết cậu cứ như vậy ba chân bốn cẳng cắp đít chuồn đừng câu hồn ta ta chưa muốn chết đâu con rồng thấy vậy thì gầm lên một tiếng lão tử là hắc long chứ không phải âm binh câu được hồn ở đâu chứ huống hồ ngươi còn chưa chết nghe vậy thiên minh mới ngơ ngác dừng lại quay đầu lại nhìn nó với ánh mắt hoang mang Hắc Long hướng nam chính tiếp lời nói, đối với ta ngươi là cơ hội ngàn năm mới gặp được. Sao có thể để ngươi dễ dàng chết đi được. Và đó là lý do mà Diệp Thiên Minh đột nhiên có được sức mạnh điên cuồng như thế này. Quay trở lại với hiện tại, đám mã tặc còn lại sau khi chứng kiến lão Dương bị cậu giết chết, liền thi nhau cầm theo hung khí lao về phía cậu, dám động vào người của Hắc Phong chạy ta, tìm chết à. Diệp Thiên Minh trong nháy mắt bật người lên cao, khiến cú đánh của bọn chúng chẳng có nghĩa lý gì cả. Đám mã tặc lúc này chỉ biết mắt chữ A mùm chữ o đứng nhìn cậu cái cái gì khoảnh khắc tiếp theo khi thiên minh lao về phía bọn chúng cũng có nghĩa là cơn ác mộng của bọn chúng sắp đến rồi cú đáp đất của cậu khiến mặt đất cũng muốn nứt toác ra đám mã tặc kia cứ như vậy cả đám rủ nhau bắn lên cao ôi cha và việc của nam chính lúc này chỉ đơn giản là đi đường quyền với từng tên tiễn bọn chúng đi theo lão dương mà thôi quân số của đám mã tặc này xem ra cũng không phải ít lượt này bị giết đã lại xuất hiện lượt người tiếp theo rồi giết đi giết nhưng đáng tiếc hôm nay là ngày tàn của bọn chúng rồi dưới một đấm của thiên minh luồng khí tức tỏa ra mạnh bạo tới mức khiến bọn họ đều bị đả thông sức mạnh của cậu lúc này thực sự là khác xa so với một diệp thiên minh ít phút trước đó tên ban nãy đã đâm cậu một nhát chứng kiến từng huynh đệ của mình lần lượt ngã xuống thì vô cùng tức giận hắn khốn kiếp tên tiểu từ đó không ngờ sức một mình lại xử được cả hắc phong trại này hắn lập tức nhắm đến tiểu thúy bên cạnh muốn dùng cô làm con tin con đàn bà thối qua đây cho ta Tiểu thúy sợ hãi hét lên, đừng thả ta ra. Tiểu tử, lần này ta nhận thua. Như nếu ngươi muốn cứu à ta, thì thả bọn ta đi. Tên mã tặc hướng nam chính lớn tiếng thỏa hiệp. Nếu không, hắn còn chưa kịp nói hết câu đã thấy cậu biến mất rồi. Giây tiếp theo, Diệp Thiên Minh đã đứng trước mặt hắn, nở một nụ cười quỷ dị. Trong phút chốc, tia máu trong mắt tên mã tặc thi nhau nổi lên vì bất ngờ lẫn sợ hãi. Dưới một đường của Thiên Minh, cánh tay cầm kiếm của hắn cứ như vậy mà bị chặt phăng đi khiến hắn vô cùng đau đớn, a a a, tay ta. Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, Diệp Thiên Minh tiến tới nắm lấy mặt hắn, một tay nhấc bổng đối phương lên không trung. Tên kia khi nãy hống hách bao nhiêu, giờ lại hèn hạ bấy nhiêu, ha, à, tha mạng. Khi hắn vừa dứt lời cũng chính là lúc kết cục của hắn cũng không khác lão Dương, huynh đệ của hắn trước đó là mấy. Lúc này, thứ còn sót lại chỉ là nụ cười tràn đầy sự lạnh lẽo kia của Diệp Thiên Minh mà thôi. Cuộc đối thoại với Hắc Long ở mật thất lúc này trở xuất hiện trong tâm trí của Diệp Thiên Minh, "Ngươi, ngươi có ý gì? Gì mà cơ hội ngàn năm mới được gặp một lần, ta không hiểu ngươi đang nói gì." "Hiện giờ ngươi không cần hiểu những thứ này." Hắc Long ở phía trước trầm giọng nói, "Ta chỉ cần ngươi trả lời ta một chuyện." "Tiểu tử." Sự ngập ngừng của nó khiến cậu không khỏi hồi hộp. Và điều Hắc Long muốn hỏi nam chính chính là, "Ngươi có từng khao khát không?" Diệp Thiên Minh sau khi nghe xong câu hỏi đó của Hắc Long, biểu cảm không thể bất lực hơn. Hắc Long thấy biểu cảm đó của cậu, còn cho rằng, sao, chưa nghe rõ hả? Vậy ta hỏi lại lần nữa. Dứt lời liền thấy cậu cứ như vậy mà nổi đó lên, lớn tiếng quát, đủ rồi, vấn đề hạ lưu thế này ta không thèm trả lời ấy. Cảnh tượng tiếp theo mà màn cãi nhau giữa hai người họ với sự vạch trần đến từ vị trí Hắc Long, tên tiểu tử giả tạo, làm cũng làm rồi, giờ còn dè dặt kiềm chế hả? Ngươi đang nói nhảm cái gì, ta cảnh cáo ngươi không được vu oan cho ta. Đang cãi hăng thì mật thất lại bất ngờ rung chuyển khiến diệp thiên minh tức khắc biểu cảm tái mét vì hốt hoảng chuyện gì vậy còn hắc long thì vẫn rất bình tĩnh nói gì nhanh thế mà đã tới cực hạn rồi tiểu tử thời gian không đủ những lời ta nói sau đây nghe cho thật kỹ ai bình tĩnh chứ riêng nam chính hiện tại là không thể bình tĩnh nổi cậu lớn tiếng nói với hắc long ngươi không thể đợi an toàn hơn rồi nói sao chưa đợi thiên minh đồng ý hắc long cứ như vậy truyền sức mạnh của mình cho cậu không quên dặn dò thiên minh rằng tiểu tử hoa văn đen trên ngực ngươi là một lời nguyền đời đời kiếp kiếp của một người tu tiên rất mạnh đã nguyền rủa diệp ra các ngươi nếu ngươi đã có thể thức tỉnh ta chứng tỏ ngươi đã tìm ra chìa khóa để phá giải cùng việc hấp thụ năng lực bằng việc kết hợp với người tu tiên khác giới tuy trước mắt hoa văn đen đã biến mất nhưng không bao lâu nữa nó lại xuất hiện ta ban năng lực cuối cùng cho ngươi không muốn chết thì sử dụng năng lực này cho tốt mau chóng bước vào tu tiên giới không ngừng sở hữu nhiều nữ nhân hơn nữa cho tới khi ngươi lên đỉnh cao của tu tiên giới thì ra đó là giấc mơ Diệp Thiên Minh vội vàng bật dậy khi thấy Hắc Long rời đi, "Hắc Long khoan đã, nói rõ ràng đi." Đáp lại cậu chỉ là một bầu không gian yên tĩnh. Diệp Thiên Minh đau đầu nghĩ, đáng ghét, rốt cuộc tất cả những chuyện này là sao? Lúc này, tay cậu bất chợt cầm vào một thứ, ừm. Là một lá thư, gửi Diệp Thiên Minh, cậu dễ dàng nhận ra đó là nét chữ của Tiểu Thúy. Cậu vội mở nó ra đọc, liền thấy Tiểu Thúy viết rằng, "Diệp Thiên Minh, khi ngươi nhìn thấy bức thư này thì người trong thôn và ta đã rời đi rồi." sau khi ngươi phát cuồng giết chết đám mã tặc xong thì đã hôn mê ta gọi ngươi không dậy chỉ đành để ngươi nghỉ ở trong căn phòng này trong thôn có không ít người nhờ ngươi mà sống sót nhưng vì sợ bị bọn mã tặc báo thù nên đã bỏ trốn hết xin lỗi ta không thể thuyết phục họ mang theo ngươi mong ngươi có thể tiếp tục sống tốt tiểu thúy ở bên ngoài lúc này chỉ còn lại đám quạ đen đang thi nhau mổ thịt những thi thể nằm giải rác ở đó diệp thiên minh ngây người nhìn đám người nằm la liệt dưới nền đất kia chính cậu cũng bị nó làm cho kinh ngạc, đây, đều là do ta làm. Đúng lúc đó, mắt cậu bất ngờ xuất hiện một loạt con số kỳ lạ. Giây tiếp theo, một loạt bảng xuất hiện, hiển thị hai chữ, thi thể, thi thể. Điều này xảy ra quá đột ngột, khiến cậu nhất thời không tiêu hóa kịp. Cơ thể Diệp Thiên Minh vì vậy mà không ngừng run rẩy. đây, là cái trò gì vậy? Ngay sau đó, chiếc màn hình ảo liền hiện ra thông tin về cậu, họ tên Diệp Thiên Minh. Lời nguyền, cảnh giới luyện khí tầng 1, công pháp không kỹ năng thì ra chuyện này là bắt nguồn từ việc xảy ra trong mật thất khi đó, biến thành ta rồi, cảnh giới luyện khí tầng 1. Rốt cuộc con hắc long đó đã làm gì ta? Sự hoang mang theo đó hiện rõ trên gương mặt cậu lúc này. Còn cả thứ này, chẳng lẽ màn hình phía trước liên tục xuất hiện thông tin mới, tính thời gian song tu kết thúc, hãy hoàn thành việc song tu trong 60 ngày. A, à, lại đổi rồi, nhiệm vụ tân thủ đánh bại huyết lang, nhiệm vụ liên tục, một vùng lớn thi thể đã thu hút huyết lang trong rừng tới, sau khi ăn một bữa no sự xuất hiện của ngươi sẽ đã động đến giấc ngủ của chúng hãy toàn lực giết huyết lang phần thưởng nhiệm vụ hồi phục mọi vết thương kích hoạt túi đeo kích hoạt nhiệm vụ của giai đoạn sau diệp thiên minh lần đầu gặp phải trường hợp này cậu đọc qua một lượt mà hiểu được nó vẫn là con số không có thể viết mấy thứ con người hiểu được không hả là trong thông già chính lúc đó trên đỉnh núi kia một con thú bất ngờ xuất hiện nó hú lên một tiếng vang trời Dạ diệp thiên minh ở bên dưới mặt mày không khỏi biến sắc sói dây tiếp theo con sói như hóa điên từ trên núi lao nhanh về phía cậu bùm một tiếng động lớn theo đó phát ra sau cú đáp đất của nó diệp thiên minh lúc này mặt cắt không một giọt máu cậu chính là bị dọa sợ đến rồi loạn ngôn ngữ luôn rồi nguy nguy hiểm quá hệ thống lần nữa hiển thị thông tin về đối tượng mới xuất hiện này huyết lang quá no cảnh giới luyện khí tầng yêu thú hiếm có trong rừng rậm thường được sinh ra do lang vương dị hóa diệp thiên minh đọc qua nhiệm vụ lần này biểu cảm dường như chết lặng bảo bảo ta giết chết thứ này á Đùa cái gì vậy trời, ta vẫn muốn sống thêm mấy năm nữa. Nói rồi cậu cứ như vậy cắm đầu cắm cổ, cắp đít chạy càng nhanh càng tốt. Hệ thống vẫn không có ý định buông tha, luôn túc trực ở bên cạnh nhắc nhở cậu, xin hãy mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Khiến nam chính không đồng ý không được, ồn chết đi được, ta đi đánh là được chứ gì. Huyết lang đang ở trong trạng thái khác thường quá no, tốc độ giảm xuống rất nhiều, thời gian trạng thái giải trừ còn lại một phút. Thiên minh biết được thông tin này, gương mặt mới khởi sắc thêm chút, Vậy không phải đúng lúc sao, chỉ cần nhân lúc này bỏ xa nó. Nhưng có vẻ cậu đang vui mừng quá sớm rồi. Huyết lang từ lúc nào đã đứng trình hình ở phía sau cậu. Giây tiếp theo, nó chỉ cần một đường là đã có thể nhảy về phía cậu, trong phút chốc khoảng cách giữa cậu và nó chỉ là con số không. Diệp Thiên Minh lúc này chỉ biết thốt lên hai từ, cái gì? May mắn là cậu vẫn chưa bị nó vô lấy, Thiên Minh đã kịp thời nhảy lên trước khi bị huyết lang tóm gọn, ái ra. Con huyết lang với ánh mắt tràn đầy sắc khí tiến về phía nam chính, gầm gừ. Cậu vội vàng tăng tốc chạy trốn. Man chưa đuổi cứ như vậy tiếp tục diễn ra đầy gắt gao. Mà người mệt xem ra chỉ có một mình nam chính mà thôi, chết tiệt, tốc độ của nó thật sự đã giảm xuống rất nhiều sao, hoàn toàn không nhận thấy luôn. Hệ thống lần nữa thông báo với cậu, thời gian quá no kết thúc có 15 giây. Giây phút này, cậu có lẽ không thể chạy được nữa rồi, không được, tiếp tục như vậy mình chắc chắn sẽ chết. Chỉ có thể thử liều một phen thôi, nghĩ là làm, Diệp Thiên Minh lập tức dừng lại quay ngoắt lại đối mặt với huyết lang con dao găm cũng được cậu rút ra rồi khi thời gian chỉ còn vòn vẹn 10 giây thiên minh tỏ ra đầy quyết tâm cắn chặt lấy con dao găm cho dù không thể giết chết huyết lang thời gian cứ thế trôi đi cơ hội của cậu lúc này chỉ gói gọn trong 7 giây ngắn ngủi cũng phải khiến nó mất đi khả năng tiếp tục truy đuổi mình khung cảnh hiện tại chính là huyết lang và cậu cùng lúc lao về phía đối phương khi đồng hồ điểm còn 5 giây cũng chính là lúc nam chính bật lên hướng sợi dây nắm lấy cậu dùng sợi dây quấn một đường quanh cành cây, bản thân cũng theo quán tính mà nhào qua. Ở bên dưới, Huyết Lang đang nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt tràn đầy sát khí. Thời gian chỉ còn lại 3 giây cuối cùng. Diệp Thanh Minh nhanh tay thả sợi dây ra. Bản thân cũng theo đó lao với vận tốc khủng về phía Huyết Lang, hình ảnh cậu đầy khí thế lao xuống nằm gọn trong đôi mắt nó. Và khi đến giây phút sau cùng, mũi dao của Thiên Minh cứ như vậy không chút sai sót, đâm thẳng vào mắt của Huyết Lang. Bấy giờ, nụ cười mới xuất hiện trên gương mặt cậu thành thành công rồi huyết lang vì đau đớn mà điên cuồng dãy ruộng nhát đâm đó của thiên minh khiến nó trở nên điên loạn vừa chạy vừa la hét mà cậu lúc này đang ngồi trên người nó chỉ biết nắm chặt lấy nó không dám buông nam chính nhìn loạt biểu hiện cùng hành động mất phương hướng này của nó cau mày nói do đau đớn nên ra hỏa này mất lý trí rồi sao nguy rồi mau dừng lại huyết lang cứ như vậy một đường chạy thẳng tới phía trước không biết rằng bên dưới là một vực sâu Dây tiếp theo nó trực tiếp nhảy xuống, khiến người ngồi trên là nam chính sợ hãi mà không ngừng la hét, "Mau dừng lại á." Hệ thống cũng cùng lúc xuất hiện, gửi đến cậu thông báo, "Nhiệm vụ tân thủ đánh bại huyết lang hoàn thành, toàn bộ sức lực và vết thương đã khôi phục, thanh đạo cụ đã mở khóa." Khi khu rừng đang một màu yên tĩnh, một chiếc chân khổng lồ bất ngờ xuất hiện, mỗi lần nó cắm xuống đất đều tạo lên một tiếng động lớn. Cảnh tượng trước mắt chính là huyết lang đã bị thiên minh giết và một con nhện khổng lồ bất chợt có mặt ở đây đứng trên con nhện kia là một cô gái tràn đầy khí chất mạnh mẽ. Và đây cũng chính là nhiệm vụ tiếp theo của Diệp Thiên Minh, nhiệm vụ liên tiếp gia nhập Thanh Vân Tông đã hình thành. Thiên Minh lúc này còn chưa biết tới sự xuất hiện của cô và con nhện kia, cậu đang vật vã leo lên lưng huyết lang. Mệt mỏi mà nằm trên người nó thở dốc, còn tưởng là bị đá cho thành những bùn thịt cơ, may là có con huyết lang làm đệm lót. Đúng lúc đó, hệ thống liền chỉ điểm cho cậu, yêu đan. Thiên Minh hiếu kỳ quay lại nhìn, hả, yêu đan, Cậu vội vàng theo hướng hệ thống chỉ, tiến tới lấy yêu đan từ xác huyết lang. Dây tiếp theo, một viên yên đan khá lớn đã được thiên minh lấy ra. Cậu vẫn là lần đầu trông thấy nó, biểu cảm không giấu nổi bất ngờ, "Ôi, cái này chính là." Đúng là một viên yêu đan hiếm có, trong lúc nam chính còn đang cảm thán về thứ đồ mới mẻ này thì con nhện kia không biết từ khi nào đã áp sát cậu rồi. Đợi đến lúc cậu phát hiện ra nó, bản thân không tránh khỏi sự hốt hoảng, "Con nhện lớn à?" Viên yêu đan vì sự hốt hoảng đó của nam chính cứ như vậy mà bị ném thẳng lên cao. Và người bắt được nó lúc này, không ai khác chính là cô gái kia. Cô gái cùng thú cưng của mình hướng nam chính vui vẻ nói, yên tâm, nhện con của ta ngoan lắm. Sẽ không làm hại ngươi đâu, hai người họ đột nhiên xuất hiện ở đây khiến cậu bị dọa sợ chết rồi. Ngươi, ngươi là ai? Ta chính là Linh Mộng, các chủ của nhậm dược các thứ tám của Thanh Vân Tông, cô gái từ tốn đáp. Bạn nhỏ, cho ngươi một cơ hội, tặng yêu đan này cho ta, ta cho phép ngươi tới chỗ ta làm thuộc hạ, thế nào? Diệp Thiên mình trước lời đề nghị của cô, lập tức đen mặt, thầm nghĩ, người này đang nói gì vậy. Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, hướng Linh Mộng có lời đòi lại viên yêu đan kia, "Viên, viên yêu đan này là thứ không dễ gì ta mới lấy được đó, hãy hãy trả lại cho ta." Lời này của cậu khiến cô có phần không hài lòng rồi, Linh Mộng lạnh lùng đáp, "Xin lỗi." Giây tiếp theo, cô liền thể hiện một chút sức mạnh cho cậu thấy, một cái khu tay của cô cũng đủ khiến cây cối, đất đá phải vỡ tan rồi. "Câu vừa nãy ta chưa nghe rõ." Linh Mộng như có như không lần nữa hỏi lại cậu, có thể nói lại lần nữa không? Hệ thống tức khắc thông báo cho Thiên Minh biết một chút thông tin về cô, họ tên Linh Mộng, cảnh giới chưa biết. Khi vượt qua ký chủ hai cảnh giới sẽ không hiển thị. Rốt cuộc người này thuộc cảnh giới gì hả? Sau khi chứng kiến một màn phô trương sức mạnh đó của đối phương, cậu chỉ còn nước cung kính dâng viên yêu đan đó cho cô mà thôi. Ta, à, ta nói là cứ việc nhận lấy viên yêu đan này đi. Thông báo tiếp theo từ hệ thống, phát hiện nhân vật có thể song tu. Linh Mộng các chủ đời thứ 8 của Thanh Vân Tông Dược Các, nữ dược sư đam mê luyện yêu, vẫn chưa từng tiếp xúc với đạo lữ, sau khi song tu có thể có được linh lực lớn. Độ thiện cảm không trên 100, sau độ thiện cảm vượt qua 90 khả năng có thể trực tiếp song tu. Tốt lắm, nhận con xuất phát thôi, Linh Mộng vui vẻ nói với thú cưng của mình. Còn Diệp Thiên Minh ở phía sau thì chỉ biết ôm đầu gào thét trong bất lực, công lược. Công cái con khỉ, chắc ta bị dọa cho khiếp phía rồi. Linh Mộng thấy biểu cảm ủ rũ đó của cậu, liền có lời nói, bạn nhỏ, đừng có buồn bực mãi không vui, ta thấy ngươi không muốn không phải lại có thể đột phá lên một tầng luyện khí. Chắc là người có cơ duyên lớn, một viên yêu đan đổi lấy cơ hội được vào Thanh Vân Tông là ngươi đã được hời rồi. Các chủ linh mộng nói, đúng là có thể vào Thanh Vân Tông làm đệ tử là cơ duyên lớn của ta. Vốn còn tưởng bản thân được về làm đệ tử, ai ngờ lại nghe linh mộng phũ phàng nói, không phải đệ tử đâu, là làm quét dọn, chứ làm đệ tử vẫn chưa đủ tư cách. Câu nói này của cô khiến thiên minh Phúc chốc xịt keo cứng người. Cậu lớn tiếng xin xuống, đùa cái gì vậy, ta không thèm làm tạp vụ, mau thả ta xuống. Nhưng e là đã quá trễ rồi, Linh Mộng còn đặc biệt ra lệnh cho thú cưng của mình, giờ muốn chạy hả, muộn rồi, nhện con, chạy mau lên. Lần này, việc mà Thiên Minh cần hoàn thành chính là nhiệm vụ mới, gia nhập Thanh Vân Tông, bắt buộc phải hoàn thành, phần thưởng đã được để vào thanh công cụ. Thanh Vân Tông. Khi hai đồ đệ đang nghiêm nghị đứng canh cổng, thì bất ngờ thấy nhện khổng lồ của Linh Mộng ở trên cao bay tới cú đáp đất chấn động của nó khiến hai đồ đệ cũng phải giật bắn. Á, à, ui cha. Giây tiếp theo họ liền trông thấy Linh Mộng ở bên trên vui vẻ nói, ta về rồi. Cộng thêm một diệp thiên minh mặt mày say sầm nữa, khó chịu quá. Hai đồ đệ chứng kiến cảnh tượng này, giọng nói cũng trở nên không thông, ngập ngừng nói, tham, tham kiến các chủ. Đúng rồi Linh các chủ, phó tông trùng bảo chúng ta chuyển lời cho người, đã tìm thấy đồ của người rồi, mong người nhanh chóng đến Linh bảo điện một chuyến. Linh Mộng nghe họ nói vậy thì đáp lời rằng, đồ ta cần, chẳng lẽ là phần còn lại của Vân Hạc Đan. Tiểu Minh Tử, ta có chuyện gấp. Ngươi tự tới dược các báo cáo đi, Diệp Thiên Minh cứ như vậy mà bị cô Phũ Phàng đạp thẳng xuống đất không chút thương tiếc. Chờ đến lúc cậu đỏ mũi gào lên, đau quá. Ngươi muốn giết ta à thì cô cũng đã rời đi rồi. Lúc này, một bàn tay bất ngờ đưa ra, tỏ ý đỡ cậu dậy, tiểu huynh đệ, ngươi là tên quét dọn mà các chủ bắt tới hả? Hai người kia nở một nụ cười ấm áp nhìn cậu, nhẹ nhàng nói, hoan nghênh ngươi tới Thanh Vân Tông, Mặt đất lạnh lắm, mau đứng dậy đi. Khiến Thiên Minh xúc động muốn khóc luôn rồi, hóa ra người tu tiên cũng có người tốt à. Dược Các đang ở bên đó, hai bọn ta còn phải canh cửa núi, ngươi tự qua đó đi. Cảm ơn hai vị đại ca, Thiên Minh vui vẻ vẫy tay chào bọn họ rồi lập tức rời đi. Hai người ở phía sau nhìn tấm chiếu mới này, không khỏi thở dài một tiếng, tuổi còn trẻ thế sao đã vào Dược Các, đứa trẻ đáng thương, chắc chắn là bị các chủ bẫy rồi. Ở bên kia, cậu nhanh chóng có mặt ở Dược Các rồi. Diệp Thiên Minh đứng nhìn khung cảnh trước mắt, lời nói có chút ngao ngán, sau này phải ở đây làm thêm suốt một đời sao. Đột nhiên, cậu phát giác ra một chuyện, ừm. Chính là thấy trong bụi cây phía trước có người. Thiên Minh thấy vậy thì vui vẻ tiến tới, chắc đây chính là người của dược các, qua đó chào hỏi trước thôi. "Xin chào, ta là người mới tới." cậu hướng cô gái phía trước có lời nói. Sự xuất hiện đột ngột của cậu khiến cô không khỏi tức giận, quay ngoắt lại nói, "Là ai?" Một bầu không khí gượng gạo theo đó xuất hiện giữa hai người bọn họ. "Sớm đã nghe nói gần dược các có dâm ma xuất hiện, hóa ra là ngươi à?" vừa nói, Thu Ánh Hàn vừa chạy về phía cậu với đầy sự phẫn nộ. Hệ thống lập tức hiện ra thông báo đến nam chính, kẻ tu tiên loài người mất đi lý trí, cảnh giới luyện khí tầng 8. Diệp Thiên Minh thấy vậy thì vội vàng giải thích, "À không phải, là hiểu lầm, ta là." Cảnh cáo, ký chủ rơi vào tình trạng vô cùng nguy hiểm. Nhưng đối phương căn bản không muốn nghe, hại cậu chỉ còn nước cắp mông lên mà chạy. Má ơi, không được chạy, ánh hàn ở phía sau lớn tiếng nói. Cô không dài dòng thêm nữa, trực tiếp ra tay về phía cậu. Ngay lập tức, hệ thống cho nam chính biết bản thân đã bị thuốc tê bắn trúng, xuất hiện trạng thái bất thường, tê liệt. Để ta xem ngươi chạy được đi đâu, thu ánh hàn một đường hạ bệ nam chính xuống đất. Lão nương đánh chết cái tên sắc lang này, cậu lúc này chỉ biết giải thích rằng cô nương là hiểu lầm mà. Nhưng ánh hàn vẫn không có dụng ý nghe mấy lời này của cậu, còn muốn ra tay với thiên minh, nói nhảm ít thôi cô nương a à, thiên minh lớn tiếng hét lên nhưng giây phút tiếp theo cậu bất ngờ khựng lại hả à, sao cứ mềm mềm nhỉ mà thu ánh hàn ở bên trên lúc này đã thực sự nổi giận đến mức bốc hỏa luôn rồi anh vươn tay định chắn cú đánh của người con gái kia nhưng không may thay lại đặt tay vào vị trí không nên đặt đưa cả hai vào tình huống khó xử hả à, sao lại mềm mềm thế nhỉ thanh vân trưởng cô gái liền tức giận muốn dùng công pháp của mình mà trừng trị tên cô cho là quấy rối trước mắt nhưng tên chưa tức vừa được thốt ra một tiếng nổ đã vang lên từ xa phòng luyện đan lại nổ rồi à có vẻ như đây là chuyện không quá xa lạ nên ánh hàn mới nói vậy anh được một phen thoát chết trong gang tấc thì thở phào nhẹ nhõm ngươi qua đây cho ta ánh hàn đi về hướng lò luyện tay cũng kéo theo thiên minh nhất định không muốn để anh chạy thoát đợi đợi đã nào các nữ nhân đang làm việc trong đó vì vụ nổ mà bạt hồn bạt phía tức tốc chạy khói sám mờ mịt che khuất lối thêm cả sức năng vốn có của một lò luyện làm bọn họ phải thốt lên rằng nóng quá tình hình thế nào rồi cô vừa chạy đến liền hỏi mọi thứ đã ổn thỏa hết chưa các nữ nhân kia liền trả lời bấm đại nhân lò số 3 lại nổ rồi thật may là không ai bị thương ánh hàn thở phào nhẹ nhõm dạo gần đây có vẻ như việc lò luyện nổ xảy ra liên tục khiến bọn họ cũng tự có phản xạ mà chạy đi ủa người này là ai vậy họ nhìn về phía anh đang quỳ dạp xuống đất luôn miệng rên rỉ đau 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 ánh hàn ngông nghênh tuyên bố ừ đây chính là bóng đen vẫn luôn lén lút rình mò chúng ta trong mấy tháng qua. À hóa ra là tên háo sắc đó quản sự tỷ tỷ chúng ta đánh chết hắn luôn đi trong khi anh vẫn không hiểu mình làm gì nên tội đột nhiên bị kết án oan mấy nữ nhân này đã không nghe giải thích còn thay phiên nhau đòi trừng trị anh không được như vậy thì dễ dàng cho hắn quá ta nghĩ hay là quăng hắn vào lò luyện đan đi nói cũng có lý nên xử lý người thế nào đây nhỉ cảm thấy có khi mình sẽ chết trước lúc lời nguyền kia chấm dứt diệp thiên minh theo bản năng lên tiếng các tỷ tỷ oan ủng quá chỉ là hiểu lầm thôi Ta là người quét dọn mới được các chủ của các cô nhặt về đây, hôm nay mời tới đây mà. gan ngươi cũng lớn lắm, vậy mà dám lợi dụng danh tiếng của các chủ. Phòng luyện đan chúng ta đã 200 năm rồi chưa thu nhận nam nhân. Anh chỉ nói sự thật như những người thiếu nữ này cứ nhất mực không tin, còn ham dọa rằng nếu người đã có ý muốn tìm chết. Người đâu, đem tên này giam vào phòng giam, đợi các chủ trở về sẽ đích thân xử lý. Những nữ nhân kia được lệnh liền lôi anh đi, vâng. Diệp Thiên Minh chắc chắn là không kịp phản kháng rồi kêu la thế nào cũng chẳng thế tự cứu mình được, không phải, ta nói thật mà, cứu mạng. Đếm ngược thời gian tử vong 30 ngày, dám giở trò đó với ta ư, cẩn thận ta xiên người thành tổ ong đấy. Đó là các chủ nhưng chẳng phải nàng ta là người đã cho phép anh đến đây sao, lúc này lại nói khác vậy. Anh bị chĩa vũ khí vào mặt thì van xin, tha cho ta đi mà. Đếm ngược thời gian tử vong 20 ngày. Đây là chuyện lớn liên quan đến tính mạng ta đó. Từ ngày này qua ngày khác, Diệp Thiên Minh luôn cố gắng van xin những nữ nhân này tha mình nhưng điều này lại càng khiến họ hung hãn hơn bao giờ hết. Chính là tên thích khách rình mò này, các tỷ muội mau đánh hắn. Đếm ngược thời gian tử vong 10 ngày, thời gian cứ thế trôi đi nhưng chỉ mỗi sự ghét bỏ của nữ nhi nơi đây dành cho anh là khôn thay đổi. Tên háo sắc khốn kiếp, bà đây chém chết người. Anh vừa chạy vừa hét, một lần cũng được mà. Đếm ngược thời gian tử vong một ngày. Xong tu với ta một lát đi mà, hàng ế khó bán, cầu xin đấy. Bao nhiêu mồ hôi nước mắt, Giờ đây đến giọng nói của anh cũng gần như mất đi nhưng vẫn không lay động được lòng nữ nhân. Đếm ngược thời gian tử vong không ngày, thế là thời gian đã hết, thời khắc này mà anh vẫn còn la lối ỉ ôi rằng nếu không những hoa văn màu đen nguyền rủa này sẽ kéo ta vào vực sâu tử vong đấy à. Cứ tưởng bản thân sẽ bị nhấn chìm thật nhưng xem ra đó chỉ là cơn ác mộng đang cố nhấn chìm người sợ chết như anh mà thôi. Và có vẻ nếu anh không muốn giấc mơ này trở thành sự thật thì phải cố gắng nghĩ cách thoát khỏi nhà giam rồi. May mà chỉ là mơ, nhà giam nơi đây cũng không hôi hám như vẫn nghỉ, nó sạch sẽ, thoáng mát, có cả bộ bàn ghế để muốn làm gì thì làm, hơn hết còn có cả một giá sách cỡ vừa. Anh đang vào đầu bứt tóc vì bị ác mộng dần vật thì hệ thống kia chợt kêu lên. Đếm ngược thời gian tử vong, xin hãy hoàn thành song tu trong vòng 5-9 ngày. Tiếng thông báo đó cũng giống như hồi chung cảnh tỉnh Diệp Thiên Minh về tình trạng hiện giờ vậy. Thôi được rồi, có lẽ, nhưng mà cũng không phải tất cả đều là mơ. Nhắc nhở nhỏ tiến cử ký chủ tìm kiếm đối tượng song tu là người có tu vi ngang hàng, như vậy thì dù bị từ chối cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Anh nghe lời nhắc này thì chỉ cười nhạt mà nói, ha ha, cảm ơn sự tận tâm của người nha. Nhắc mới nhớ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tân binh kia hình như còn có phần thưởng thì phải. Diệp Thiên Minh ấn ấn lên màn hình hệ thống để kiểm tra phần thưởng đó xem thế nào. Bảng đạo cụ, Hắc Long Hỗn Nguyên Tâm Pháp, quyển luyện khí thiên giai. Anh nhìn cái bảng mà nó đưa ra rồi reo lên, có rồi. Thiên Minh ấn vào biểu tượng hình cuốn sách ở ngay ô đầu tiên, đó là phần thưởng mà lần trước anh được cho tặng. Ngay lập tức, biểu tượng quyển sách ấy phóng lớn lên, hiện rõ hình dáng được bao bọc trong nguồn năng lượng to lớn. Vậy mà lại biến thành thực thể, cái thứ gọi là hệ thống này thần kỳ ghê. Anh giang hai tay ra, cuốn sách tự khắc rơi xuống đôi tay ấy. Diệp Thiên Minh rất kỳ vọng vào cuốn sách này, miệng cười toe toét, tay không ngừng lật lật, không quan tâm nữa. Dù sao thì hệ thống cũng là do Hắc Long kia đưa mình để nâng cao thực lực, bây giờ ngoài việc tin hắn thì không còn cách nào khác cả. Vậy thì ta có thể tu luyện. Vừa nói xong, ánh mắt anh dừng ở một trang có dòng tiêu đề rất bắt mắt luyện khí tầng thứ hai có thể tu luyện. Diệp Thiên Minh mặt cứng đờ như bị xịt khoe, nhìn chằm chằm trang bìa đấy, sắc mặt từ vui mừng bây giờ biểu cảm gì cũng không rõ nữa, luyện khí tầng thứ hai có thể tu luyện à? Hố ta đấy à? Anh quăng cuốn sách ra xa, ghét bỏ mà chửi đồng. Thân chỉ mới có cấp 1, cuốn sách này lại là cho cấp 2 tu luyện, đúng là hệ thống bịp người mà. Hệ thống nát gì đâu, muốn người ta tức chết đấy à? Ngay sau khi cơn giận qua đi một chút, Diệp Thiên Minh bắt đầu đổ mồ hôi hột vì lo lắng, Thế này thì phiền phức rồi, chỉ còn 59 ngày nữa là đến thời gian lời nguyền bắt đầu, mình lại không có cách nào để đề cao thực lực, hơn nữa không biết còn bị giam ở đây bao lâu nữa. Kiến thức đan dược nhập môn sau khi đọc xong sẽ nhận thức kỹ năng luyện đan sơ cấp. Anh đưa mắt nhìn qua tủ sách kế bên mà đọc, cứ ngỡ nó chỉ ở cỡ vừa như khi so với Diệp Thiên Minh thì lại vô cùng to lớn. Kỹ thuật đan dược nhập môn à, không ngờ phòng giam này mà cũng có thứ này cơ đấy. Vừa nghĩ đến dùng đan dược để cứu vãn tình hình thì sách về đan dược lại xuất hiện thật hệ thống kia có thể không phải phe anh nhưng ông trời chắc chắn đứng về phía thiên minh nhưng tiếc là dù cho học được cách luyện đan thì cũng vô dụng khoảnh khắc anh đinh buông xuôi tất cả dường như có một ý nghĩ tạt qua não bộ khiến diệp thiên minh phải tròn mắt mà nhẩm thầm khoan luyện đan ư ừ. nhắc mới nhớ thì lúc đó vị thần tiên tỷ tỷ nhìn như rất mạnh kia hình như cùng ăn một loại đan dược nào đó rồi biến thành bộ dạng như vậy anh nhớ về nữ nhân mình từng chạm mặt lúc xưa mà giả soát lại các tình tiết bật ra rằng đan dược đóng vai trò không nhỏ trong việc tăng cường sức mạnh cho cô ta nếu như trong này cũng có loại đan dược như vậy, có vẻ như Diệp Thiên Minh đã nghĩ ra cách để vượt qua khó khăn trước mắt rồi đây, dù có hơi đánh cược nhưng vì sao lại không dám thử cơ chứ? Tất cả đều vì bảo vệ tính mạng thôi, xem một chút cũng không sao nhỉ. Hệ thống kia biết anh đã quyết định dùng đan dược, lại lên tiếng, nhắc nhở nhỏ. Chúc mừng ký chủ tìm được phương hướng nỗ lực chính xác. Phương hướng nỗ lực chính xác có thể khiến công cuộc tu tiên làm chơi ăn thật đó nha. Vì để hỗ trợ ký chủ học tập, khởi động công năng tự động đọc hiểu thư tịch. Anh nhìn thứ hệ thống mới ban cho mình mà thấy sao lại thần kỳ quá, liền kinh ngạc tự hỏi, hệ thống có thể tự động đọc hiểu nội dung tu hành ư? Mời ký chủ ngồi xuống chuẩn bị nhập môn tu hành. Xin ký chủ chuẩn bị vào tu hành, ngay lập tức một kết giới hiện ra chiếu sáng cả căn phòng giam đang chìm trong bóng tối. Diệp Thiên Minh cũng nhanh chóng ngồi vào giữa kết giới mà chuẩn bị tu luyện. Nhờ có hệ thống này mà bao nguồn tri thức từ quyển sách luyện đan dược kia nhanh chóng được hấp thụ hết vào não bộ của anh mà không cần phí công đọc từng trang. Chúc mừng ký chủ giành được kỹ năng sơ cấp luyện đan. Đẳng cấp kỹ năng cộng 1, đẳng cấp kỹ năng cộng 1, đẳng cấp kỹ năng cộng 1, đẳng cấp kỹ năng cộng 1. Không chỉ một quyển sách luyện đan dược đó mà gần như tất cả những cuốn sách trên tủ kia đều được anh sử dụng để tăng kỹ năng. 10 ngày sau ở dược các. Có một bóng người dần dần bước đến, bên cạnh là một con bọ hung khổng. Trời ơi mệt quá, đó là các chủ linh mộng sau chuỗi ngày rong ruổi phủ thế giới bên ngoài. Các chủ, cuối cùng người cũng trở về chất giọng thanh thoát vang lên nữ nhân với mái tóc màu anh đào vừa thấy tông chủ của mình về liền xà vào lòng vui mừng linh mộng đột nhiên bị ôm trầm thì có hơi hoảng ánh hà sao vậy người không biết là lần này để chia cho chúng ta nhiệm vụ nặng thế nào đâu các tỷ muội phải tăng ca để luyện đan đó lò đan đã nổ mất ba cái rồi linh mộng nghe cô giàu dĩ than vãn thì chỉ biết cười trừ cảm tạ nói vất vả cho mọi người rồi đúng rồi tháng trước ta bắt được một tên dâm tặc còn đang đợi người xử lý đó Lúc này đây cô mới nhớ đến sự hiện diện của anh ở Dược Các. Linh Mộng nghe được tin này thì bất ngờ không thôi, dâm tặc sao. Chính vì sự ngạc nhiên đó mà Ánh Hàn dẫn các chủ của mình đến với phòng giam nơi anh đang trú. Người đâu? Ánh Hàn nhìn vô phòng không thấy gì ngoại trừ tầng tầng lớp lớp bụi mịn. Cô ấy có chút nước nở lên tiếng đáp, chắc, chắc là đang co do ở trong góc đó. Đột nhiên từ trong bóng tối sâu trong căn phòng giam này, có một bàn tay run rẩy vươn ra. Đói, và đó chính là Diệp Thiên Minh, Người đã trở thành một con ma đói sau 10 ngày tu hành. Ánh Hàn thấy bộ dạng hiện giờ của anh thì kinh hoàng la lớn. À! Tiểu Minh Tử, lâu lắm không gặp. Anh nghe thấy chất giọng vang lên, nhìn lên người bên cạnh Ánh Hàn thì như không tin vào mắt mình mà hỏi. Các chủ sao? Một ngày không gặp, như cách ba thu, ta nhớ người quá. Diệp Thiên Minh bị giày vò trong chính nơi mình được gửi gắm chắc chắn có rất nhiều uất ức. Lúc này đây gặp được quý nhân mới khóc òa cho những gian khổ kia. An viên bách cóc đan này đã rồi nói, Linh Mộng đưa cho anh một viên đan dược, hình dáng trông không hút mắt lắm nhưng với một con ma đói như anh thì viên thảo dược trước mắt hơn cả tất thảy mọi loại sơn hào hải vị. Các chủ, hu hu, người đúng là người tốt hu hu, ánh hàn kế bên thấy tình trạng này của Diệp Thiên Minh vẫn không hết hốt hoảng. Thì chỉ là cô lỡ quên anh có 10 ngày thôi mà. Linh Mộng nhìn Thiên Minh nhai nhùng nhòm viên đan dược của mình mà tự trách, cứ cảm thấy hơi có lỗi. Vậy đi, sau này người tới đan phòng. Chưa đợi bà ta nói xong, ánh hàn đã đoán trước được lời tiếp theo nên liền ngăn cản các chủ, không thể. Trong đan phòng toàn là nữ tử, hắn thân nam nhi đi, e rằng sẽ bất tiện. Mà bên dược viên cũng đang thiếu người, lời này của cô ấy chính là muốn đẩy anh qua bên dược viên rồi. Nhưng, dĩ nhiên các chủ biết ý của cô, bà ấy vẫn cảm thấy có lỗi với khách quý. Định sẽ bàn tính hướng khác nhưng thiên minh lại nhanh nhỏ chấp nhận, các chủ, thu quản sự nói có lý phải đệ tử nguyện tới dược viên. Cũng tốt, tới dự viên, nghiêm túc tu hành, ánh hà nhìn bộ dạng của anh mà chán ghét, thầm buông lời cay đắng, hừ, giả người tốt cái gì. Đa tạ các chủ, Diệp Thiên Minh đã được tạo điều kiện cho học tập và sinh sống nên rất biết ơn, anh cúi đầu, lễ phép chắp tay đáp nghĩa. Quản sự thối, ngồi đợi đó, he he, dược viên, ta tới đây. Trong lòng anh vừa vui mừng vì được đến dược viên, vừa hống hách vì nghĩ sẽ trả thù được ánh hàn. Sơ cấp luyện dược cấp độ cao nhất, phần thưởng ký, sơ cấp thảo dược giám biệt cấp độ 1. Nhiệm vụ, kiểm tra sức mạnh dựa vào chính mình của ký chủ để hoàn thành song tu, tình trạng, cơ bản đã hoàn thành. Làm chuyện lớn không bận tâm tiểu tiết, lúc mượn ngoại vật có hiệu quả sức mạnh bất ngờ. Yêu cầu nhiệm vụ, hãy mau chóng luyện chế sơ cấp hợp hoàn tán. Sơ cấp hợp hoàn tán hiện tại là không trên một. Phần thưởng nhiệm vụ chưa rõ, nhiệm vụ ẩn giấu, miếng thịt mỡ dâng đến miệng. Hệ thống mất lòng tin với ta rồi sao, còn có miếng thịt mỡ dâng đến miệng rốt cuộc là cái gì? Thật khiến ta để tâm mà. Diệp Thiên Minh nhìn vào bảng nhiệm vụ dài đằng đẵng đó thì gãi đầu. Ở dược viên, sẽ có đệ tử của luyện đan phòng tới hái thuốc định kỳ. Bình thường chỉ cần chú ý chăm sóc dược viên là được. Ánh Hàn cùng Thiên Minh đến với dược viên, nơi đây tràn ngập những thảo dược từ cấp thấp cho đến cấp cao quý hiếm, chốc chốc đã thu hút được ánh nhìn của Thiên Minh. Anh nhanh nhẹn với lấy một nhúm thảo dược gần đó. Hệ thống liền chiếu bản phân tích, không tốn quá nhiều thời gian để biết hết tất cả về loại cỏ trên tay này, Tam Thanh thảo có tính hàn, thường dùng để luyện chế đang dược thuộc tính nước cấp thấp. Thiên Minh đọc một lượt rồi gật gù, xem ra giám định bình thường với thảo dược cũng có tác dụng. Vậy kỹ năng sơ cấp thảo dược giám biệt mà hệ thống thưởng cho rốt cuộc là? Tâm thanh thảo chất lượng bình thường, anh nhìn vào cái tên đang hiển thị trên hệ thống mà bật ra câu hỏi, chất lượng sau. Không lâu sau, để trả lời cho thắc mắc của anh, hệ thống liền hiển thị một lượt các loại thanh thảo quý hiếm, còn kèm theo chú thích về chất lượng ở phía sau. Có vẻ như anh thấy được cái gì đó. Liên vượt rào chạy vào trong khu tam thanh thảo trước tiếng kêu ý ới của ánh hàn, này, người đi đâu đấy? Tam thanh hảo chất lượng cấp ẩm, tỷ lệ luyện chế thành công đan dược cộng 50%, hiệu quả thuốc cộng 50%. Hệ thống vừa hiển thị các chỉ số về cây cỏ đó, mắt anh đã sáng lên, miệng bất giác cười mà thốt lên rằng, trời ơi nhặt được vàng rồi. Nghe tiếng người nói chuyện đi, ngu ngốc, ánh hàn mặc kệ cho anh đang nhìn cái gì, cô đi đến gõ một cái thật mạnh làm anh bừng tỉnh mà la lên, ui cha. Theo ta qua đây, cô giật mạnh tay anh đi theo mình, Diệp Thiên Minh cũng đành bước theo nhưng không ngừng kêu ca, đau đau đau. Đây chính là nơi người ở sau này ngoan ngoãn ở đây làm việc cho ta. Cô ấy chỉ vào căn nhà gỗ phía trước mà nói. Ngoài đang phòng bố trí rất nhiều rào cản, nếu người dám tiến gần. Thì như ngọn cỏ này, vừa dứt lời, ánh hàn liền phóng sức mạnh thiêu đốt tam thanh thảo cực phẩm mà thiên minh vừa tìm được. Thảo dược nhỏ bé trong tay anh tan đi trong luồng ánh sáng kia khiến Diệp Thiên Minh không kịp phản ứng mà chỉ theo quán tính la lên. À, Thảo Mộc Khôi có thể làm phân bón tốt, đã bị dọa một phen mà hệ thống còn trêu chọc. Anh thấy Thảo dược quý bị đốt cháy thành cho thì hốt hoảng không ngừng, cực phẩm tiên thảo của ta. Đi đây, khỏi tiễn, nhìn theo bóng dáng cô khuất dần, thiên minh cay đắng nghiến răng, đáng ghét, thu ánh hàn. Cẩn thận ta lấy người ra thử thuốc đầu tiên. Diệp Thiên Minh bước vào căn phòng mà Ánh Hàn đã chỉ. Nhìn qua một lượt thì thấy một bộ bàn ghế nằm giữa phòng, trên đó còn có quần áo được chuẩn bị sẵn cùng vài thứ linh tinh. Tiếp đến là tủ gỗ cùng giường, chỉ đơn giản vậy thôi chứ không quá cầu kỳ. Anh thâu tầm mắt vào bộ quần áo mới sạch tinh tươm trước mắt, đã 10 ngày rồi vừa đói vừa bẩn người, bộ đồ kia chính là thứ anh muốn nhất sau thức ăn diệp thiên minh nhìn lại y phục trên người mới nhận ra nó đã dơ cỡ nào mặc y phục mới vào đúng là thoải mái hơn dáng người của anh cũng không quá béo hay quá gầy nói chung là vừa khít với bộ đồ kia sau hơn một tuần trải qua không ít chuyện đến lúc này mới được bình tâm lại thiên minh không khỏi thở dài mà nhìn lại mấy chuyện cũ vù nhưng mà đúng là như một giấc mơ vậy từ thôn linh khê cho tới đây bây giờ chuyện duy nhất đáng lo là chính là cái lời nguyền đáng chết này anh nhìn màn hình hệ thống vẫn đếm ngược từng ngày mà ghét bỏ, đếm ngược thời gian song tu, sinh hoàn thành việc song tu trong thời gian 49 ngày. Nếu trong tình huống bình thường thì muốn tăng cảnh giới phải tu luyện, nhưng khốn kiếp là tâm pháp mà hệ thống cho ta phải tới luyện khí tầng 2 mới dùng được. Vậy là chỉ để lại cho mình một lựa chọn. Diệp Thiên Minh dù muốn nghĩ cách khác cũng không được bởi lẽ vốn dĩ anh đã bị dồn vào đường cùng rồi. Và cách duy nhất để thoát chết trong gang tấc chính là luyện dược. Nửa tháng đã trôi qua, Diệp Thiên Minh trong phòng ngày ngày cạm cụi đào bới gì đó và cuối cùng cũng đào xong rồi. Đếm ngược thời gian xong tu, xin hoàn thành việc xong tu trong thời gian 34 ngày. Anh nghe thông báo của hệ thống mà mồ hôi hột chảy ra không ngừng, xem như lần này đánh cược vậy. Được ăn cả, ngã thì mất mạng là cái chắc. Còn không vào được nữa, thì cái mạng này toi rồi. Cũng không biết rào cản trong các có kéo dài tới đây không, chỉ đành cược một ván thôi. Đường hầm này anh dành nửa tháng để đào được, vì ánh hàn đã nói ra khỏi dược viên thì sẽ đối mặt với ngàn cái bẫy, như vậy càng dễ mất mạng hơn nên anh mới quyết định độ thổ. Ôi cha, các người đừng đùa nữa, anh bỏ một hồi cũng nghe tiếng người bên trên, mặt không giống được sự vui mừng, ha ha, xem ra là cực đúng rồi. Anh hoi đầu lên từ viên gạch sàn mà nhìn xem chuyện gì đang diễn ra. Và nơi đây chính là phòng tắm của các nữ nhi dược các. Hơn hết, ngay lúc này họ chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng mà nô đùa. Đã nói là đừng đùa nữa rồi mà, thu tỉ tỉ cho ta sờ tí đi. Anh nhất thời bị vẻ đẹp câu dẫn, máu mũi chảy ra còn không biết. Ai vậy? Thu Ánh Hà nhận thấy được có sự xuất hiện của kẻ lạ mặt liền gọi lớn. Kỳ lạ, chẳng lẽ ảo giác à? Bọn họ đi đến chỗ lúc nãy anh ngoi đầu lên mà tự hỏi. Cũng may cho Diệp Thiên Minh rằng anh nấp kịp, nếu không cái mạng anh chắc chắn sẽ chấm dứt ở đây. Diệp Thiên Minh lại độn thổ men theo đường mình đã đào đi đến một căn phòng khác, xem ra là lò đan. Anh cảm thấy đã đến chỗ rồi, liền hất tung viên gạch phía trên để ngoi lên. May rằng nơi đây không còn ai nữa rồi nên anh có thể tự do tự tại làm gì cũng được. Thanh công cụ, biểu tượng, anh ấn ấn vào hệ thống. Rất nhanh sau đó là những lá thảo dược được hóa hình. Hệ thống cũng theo đó vang lên giám định, hoàn khổ thảo chất lượng cực phẩm. Hoàn khổ thảo chất lượng cực phẩm, hoàn khổ thảo chất lượng cực phẩm. Anh nhìn đám thảo dược mình nhặt được mà cười lớn, ha ha, mấy ngày nay, ta tìm cả cái dược viên mới vô vét được chút tiên thảo cực phẩm này. Với sơ cấp luyện dược thuốc này bây giờ của ta, thử có thể luyện chế ra được. Anh nhìn vào bảng đan phương hiện lên mà đọc, tên đan là Đạo Tàng Đan. Tỷ lệ thành công là 2%, cách phối là Hoàn Khổ Thảo, Tam Thất, Ôn Linh Thảo. Công hiệu là cưỡng chế tăng cấp tu vi, không có tác dụng phụ, có hiệu quả rõ rệt với tu giả từ kim đan trở xuống, vô cùng khó luyện. Tên đan là Trúc Cơ Đan, tỷ lệ thành công 5%. Cách phối, Văn Đạo Thảo, Bách Hoa Quả, Ngưng Thần Thảo. Công hiệu là đan dược chuẩn bị cho luyện khí thăng cấp trúc cơ. Tên đan là Thanh Hồn Đan, tỷ lệ thành công là 6% cách phối ngưng thần thảo, hoàng khổ thảo, hoàng liên quả. Công hiệu là đang dược chuẩn bị cho thành tâm khổ tu, chú ý người tâm tính bất ổn uống vào dễ tẩu hỏa nhập ma. Sau khi hiện hết tất cả các thông tin, Thiên Minh mới cân nhắc, để ta xem nào. Ừ, quả nhiên vẫn là bắt đầu luyện từ loại đan cần gấp nhất. Anh ấn vào loại đan đầu tiên, là đạo tàng đan. Theo như hệ thống viết, cực phẩm thảo dược gia tăng một nửa tỷ lệ thành công, nếu ta tính không lầm, việc tăng cường lợi ích của mỗi vị thảo dược có thể chồng chập lên nhau đạo tăng đang tổng cộng có 10 vị dược liệu, toàn bộ đều dùng thảo dược cực phẩm, nếu trồng chập như vậy thì tương đương với tỷ lệ thành công tăng 50 lần, cũng có nghĩa là chắc chắn thành công. Mà hiệu quả còn như vậy, một khi luyện thành, đúng là không dám tưởng tượng. Diệp Thiên Minh dĩ nhiên đã lựa chọn thì sẽ có tính toán, chỉ nhầm sơ thôi anh đã thấy suy đoán này cho mình rất nhiều lợi ích rồi. Người tuyệt đối đừng phụ ta, anh đến gần với lò luyện mà gửi gắm hết tất thảy. Đạo tàng đan, bắt đầu luyện chế. Diệp Thiên Minh bắt đầu vào luyện chế, vừa theo dõi tiến độ qua hệ thống, vừa phải nhanh tay điều chỉnh lò đan này, phàm là vật sinh tiên đan, xác suất rất thấp, các bước làm cũng rất dườm già. Đạo tàng đan, tổng cộng có 76 bước, 349 yếu điểm, chỉ cần bất cẩn, coi như bỏ hoàn toàn. Anh cứ theo hướng dẫn mà bỏ từng thứ từng thứ vào, ngoài bản lĩnh ra thì Diệp Thiên Minh chẳng có gì có thể đặt cược lúc này. Sơ cấp lĩnh vực thuật đạo tàng đan luyện chế thao tác hoàn thành. Quả đúng thật ông trời luôn ủng hộ người con trai này nên dù là lần đầu dùng lò đan, thao tác vẫn được hoàn thành trọn vẹn. Khốn nạn, luyện đan đúng là việc không phải cho người làm, lúc đánh sói còn không mệt thế này. Anh nhìn lò đan tiến vào hoạt động mà không giảm được bao nhiêu lo lắng dù phần chuẩn bị khá tốt. Bước nào cũng làm theo hệ thống dạy, đừng có gài ta. Anh ngồi đó hàng giờ liền, luôn miệng nói vậy như đang cầu nguyện cho thành quả sẽ thật ngọt ngào. Đã đến lúc phải đối mặt với vật phẩm, xem rằng may mắn của Diệp Thiên Minh có đủ lớn hay không. Nờ hát bị ánh sáng phát ra từ bên trong lò đan, mắt chữ A mùm chữ O thẳng thốt, đây, đây là Ánh sáng đó soi chiếu cả một căn phòng lớn, từ bên ngoài vẫn có thể nhìn ra điểm kỳ lạ này. Đạo tàng đan số lượng 20, đan dược làm tăng nhẹ luyện khí kỳ tu tiên giả. Chất lượng truyền thuyết, thành quả luyện đan vạn người có một, có thể phát huy hiệu quả đan dược được trên 50 lần. Hệ thống giám định đan dược, Thiên Minh nghe xong liền tự hào thỏa mãn, suy đoán gọi như không sai, tác dụng của cực phẩm tiên thảo, đúng là có thể trồng chập lên nhau. Tác dụng của thuốc này cũng phải thêm vào, chắc không phải còn xử được cả một con yêu thú á, nếu không phải vì giữ mạng, tốt nhất vẫn là không nên dùng. Trước mắt, vẫn nên thử, đạo tàng đan cấp truyền thuyết này. Tới đi, tác dụng thuốc 50 lần, anh đánh liều mà uống vào, dù gì cũng không chết, vật phẩm đã đi theo dự đoán như vậy thì như kỳ vọng của anh rồi. Diệp Thiên Minh sau khi uống viên đan dược đó xong, mắt mở to chuyển hẳn sang màu trắng dã. Thăng cấp cảnh giới, đột phá tới luyện khí tầng 2. Thăng cấp cảnh giới, đột phá tới luyện khí tầng 3. Thăng cấp cảnh giới, đột phá tới luyện khí tầng 4. Thăng cấp cảnh giới, đột phá tới luyện khí tầng 5. Thăng cấp cảnh giới, đột phá tới luyện khí tầng 6. Thăng cấp cảnh giới, đột phá tới luyện khí tầng 7. Thăng cấp cảnh giới, đột phá tới luyện khí tầng 8. Anh được liên hoàn thăng cấp không ngơi nghỉ, chỉ một viên đan dược nhỏ mà từ cấp 1 bước phá lên hẳn cấp 8, điều này chắc chắn không tầm thường. Để gồng gánh được nguồn sức mạnh đột nhiên cuồn cuộn trong cơ thể đó, anh cũng tốn không ít sức lực, mấy phút vừa qua như mấy năm người khác tập luyện vậy lợi hại quá, sức mạnh đang không ngừng tuôn trào. Mọi thứ đã dừng hẳn nhưng Thiên Minh cảm nhận rõ từng tế bào mình cũng được thấm nhuần nguồn năng lượng dị thường nó. Chỉ cần lợi dụng cái hệ thống này thật tốt và có thể thăng cấp cảnh giới. Rốt cuộc bây giờ anh cũng bớt Chế trách hệ thống kia hơn rồi. Sống tiếp, phá giải lời nguyền của Diệp gia, bước tới đỉnh cao của tu tiên giới không phải là giấc mơ. Ký chủ đã đạt tới luyện khí tầng 8, mở khóa kỹ năng thần thức. Thông báo này của hệ thống khiến anh có chút ngờ nghịch. Hả? À, thần thức cấp độ 1 hướng dẫn kỹ năng phóng linh lực của mình ra ngoài kiểm tra xung quanh cơ thể 50 mươi m chưa trân trọng hệ thống này được bao lâu anh đã buông lời chê trách 50 mươi m à nghe có vẻ vô bổ nhưng mà tốt xấu gì cũng là kỹ năng mà hệ thống thưởng thử xem hiệu quả thế nào vậy ngoại phóng thần thức diệp thiên minh ngồi xếp bằng vào vị trí bắt đầu thử nghiệm phần thưởng mà anh nghĩ là vô bổ kia à không tồi vậy là lại không có chút rào cản tầm nhìn nào có thể tra xét hết mọi vị trí trước mắt anh là căn phòng biến thành hình khối 3 d mọi vật cản đều được tẩy xóa, ngoại trừ con người thì không hề thấy đồ vật gì. Hả, anh nhìn xuyên qua các bức tường thấy có một thân ảnh cao lớn đứng dựa vào hành lang. Gần đây có người à, anh bị dọa cho một phen, không ngờ muộn thế này lại vẫn còn người lảng vảng khu vực này. Cách lò luyện đan mà thiên minh đang trú vài gian phòng là chỗ người đó đứng. Kế hoạch tiến triển vẫn thuận lợi chứ, hắn ta quay lại hỏi nữ nhân vừa đến. Xem sư huynh nói kìa, sư tôn lão nhân gia đã mang đồ ra, thì làm sao sai được, hôm qua đan phòng lại hỏng bốn cái lò trúc cơ đan chẳng phải cô gái này là nữ nhi ở đan phòng sao đêm tối như thế này lại đến dược viên mối quan hệ với tên đàn ông này cũng không phải tầm thường hắn ta nghe ả nói xong thì đè ngay vào tường không thương tiếc làm tốt lắm phải thưởng cho muội mới được xem ra đôi trai gái này không làm mấy chuyện trong sáng rồi ngược lại cảm giác như dược các đang nuôi ong tay áo đáng ghét nhưng mà cũng kỳ lạ thật địa linh diệp của sư tôn tầm thường nhưng tỷ lệ luyện đan thành công lại vừa tròn giảm 5 phần muội thấy chắc bà già linh mộng đó không phát hiện ra đâu đó không phải là thứ muội nên biết còn cách đại hội trúc cơ trăm năm trong môn còn chưa đầy nửa năm dù bà ta có phát giác ra bất thường cũng không thể nào luyện ra đủ lượng trúc cơ đan nữa rồi tới lúc đó dù là hoa phó tổng chủ cũng khó bảo vệ được bà ta linh mộng các chủ có vẻ đã nuôi một con chó không ngoan rồi hơn hết nó còn muốn cắn ngược lại bà ta cơ đợi linh mộng thất thủ sư huynh ngành bạn đừng quên nô ra nhé yên tâm sau khi thành công không thể thiếu phần muội bây giờ làm chuyện chính đã nếu nhân này làm tay trong cho hắn ta, đổi lại cô ta sẽ được thỏa mãn bất cứ thứ gì à muốn, một cái giá không thể không hời được. Nhưng tu vi của tên đàn ông này cũng không vừa. Đột nhiên hắn cảm nhận gì đó mà buộc miệng nói, thần thức à. Là ai, cút ra đây. Hắn ta phóng sức mạnh ra khuôn viên trước mắt, người núp sau bóng cây vì thế nên phải nhảy lên né đòn, hoàn toàn lộ diện. Thứ người ăn cây táo rào cây sung, lại dám lên thủ với bên ngoài mưu hại các chủ. Giọng nói này chính là Thu Ánh Hàn có vẻ như cô ấy ở đây là có mục đích, vậy ra việc nữ nhân kia phản bội Linh Mộng đã được ánh hàn biết. Sư huynh, không thể thả chúng đi, nếu bị Linh Mộng phát hiện. Không cần ả à nhắc, người đàn ông kia cũng gật gù nói, ta biết. Tiểu muội muội nếu trách thì trách vận may của muội kém thôi. Hắn ta không kiêng rè gì mà phóng ngay tới chỗ thu ánh hàn, có vẻ như muốn giết người diệt khẩu. Đối phó với các người không cần các chú phải ra tay. Thu ánh hàn quả nhiên là nữ cường, dù không biết người kia mạnh đến cỡ nào nhưng cô ấy vẫn không án. Thanh Vân Trường. Hắn ta chặn đứng được tuyệt chiêu của cô, hơn nữa còn cười nửa miệng khinh khỉnh. Luyện khí cảnh nhỏ bé mà dám hỗ sực trúc mặt trúc cơ cảnh sao? Hắn cầm chặt tay cô, khóa lại để không thể nào ra đòn nữa. Tu vi đã dưới cơ tên đàn ông này, sức lực của Thu Ánh Hàn cũng chẳng thể so kè. Lúc này đây cô mới hoảng loạn, cái gì? Tên kia chỉ một đấm đã khiến cô bay lên cao, nhìn luồng sức mạnh được phóng ra đúng là không tầm thường. Mấy hôm nay ngày nào cũng giám sát đám lăng loàn các người, làm lão tử mệt muốn chết người tự mình dâng đến cửa thì lão tử không khách sáo nữa. Trận đấu kết thúc một cách chóng vánh, ngay từ đầu Thu Ánh Hàn đã chẳng phải là đối thủ xứng tầm với hắn rồi. Người thật vô sĩ, cô vẫn còn chút nhận thức, dù không đánh đấm được nữa nhưng vẫn có thể xỉa vào tên kia. Sao đêm hôm mà đan phòng này náo nhiệt vậy? Kẻ tu tiên các người cũng biết vui đùa quá đi chứ? Diệp Thiên Minh lúc này đang đứng trong gian phòng có thể nhìn thấy rõ cục diện, dĩ nhiên anh không tẩy máy mà xuất hiện liền. Hơn nữa chuyện của Dược Các dù gì cũng chẳng liên quan đến mình. Cứ ừ ngỡ anh cũng không muốn quan tâm đến người con gái tên Ánh Hàn kia nhưng khi thấy cô bị đánh đến không gượng dậy được thì lo lắng khôn nguôi. Làm sao đây? Hình như thu Ánh Hàn không xong rồi, có cần ra ngoài cửa nàng ta không? Bỏ đi, hình như không thiết thực cho lắm, chỉ đành đợi chúng đi rồi thông báo với các chủ thôi. Khoan, tại sao chúng lại đi về hướng này? Thiên Minh thấy bọn họ đi về phía mình thì bắt đầu hoảng loạn. Này, các người đừng qua đây, bộ mặt hai người đó nhìn cũng không tốt đẹp gì, hơn nữa tên đàn ông kia quả thật rất mạnh mà cửa dần được mở ra, rốt cuộc cũng không thể tránh được đôi cầu nam cầu nữ này. Chỗ này tốt thật, đợi ta sung sướng xong, rồi ném thẳng nữ nhân này vào lò đan, tiêu hủy thi thể từ bỏ vết tích, ha 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 ha. Anh nhanh chóng trốn sau lò luyện đan nên hiện tại không bị phát hiện nhưng miệng vẫn không ngừng rủa má ơi, tại sao vậy? Nhiệm vụ luyện chế hợp hoan tán hoàn thành. Bắt đầu tính toán phần thưởng, nhiệm vụ ẩn, miếng mỡ dâng đến miệng đã được thiết lập. Hắn ta vừa vào phòng đã thả mạnh cô xuống sàn gây ra tiếng động không thể nói là nhỏ. He 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 he, nhìn kỹ thì thấy con bé này cũng có mấy phần nhan sắc đấy. Hắn dò xét kỹ thân thể cô, rồi đến gương mặt rồi nói mấy lời đê tiện. Cô à kia nghe sư tỷ mình bị xúc phạm, không những không bảo vệ dù cùng là con gái với nhau mà còn hùa theo, chúc mừng sư huynh. Con nhỏ này có thân thể thủy linh căn, là đạo lữ được chọn của ba để tử vân tôn các ly sơ nam đã được định sẵn trong nội bộ. Hắn vừa nới lỏng các vạt áo ra vừa cười lớn nói, ha 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 thủy linh căng à, đúng là cái lưu đỉnh thượng hạng. Muội ra cửa canh chừng để lão tử hút kiệt à? Cô gái kia nghe xong thì lẳng lặng đi ra chỗ khác, còn che miệng cười thì thầm, "Sư huynh, xong việc đừng quên yêu thương người ta đó nha." Thơm quá, đây chính là thể hương của cơ thể Tiên Thiên Lưu Đỉnh sao? Ha ha ha. Hắn bắt đầu có những động chạm đầu tiên vào thân thể ngọc ngà của Thu Ánh Hàn, mặt phiếm hồng nghe bị mùi hương kia dụ hoặc. Sớm đã nghe nói thể hương của cơ thể Tiên Thiên Lưu Đỉnh có thể tăng nhanh tốc độ vận chuyển khí huyết của nam nhân, không ngờ nháy mắt đã khiến tâm mạch chuyển động hơi tắc nghẽn. Không lẽ hiệu quả lại mãnh liệt đến vậy sao? Bàn tay dơ bẩn dương lên lột từng mảnh vải trên người cô ra, trong khi đó, Thu Ánh Hàn vẫn đang bất tỉnh không biết mình bị mạo phạm. Sao cứ cảm thấy sai sai vậy? Xung quanh hắn không chỉ có mùi của Ánh Hàn mà còn những mùi khác nữa làm mũi hắn tự chảy máu. Hắn cảm nhận được có gì đó không ổn thật mà sự không ổn đó lại đến từ phía đằng sau. Ngươi là ai? Tên đàn ông giật thót khi thấy nữ nhân kia bị trói, bên cạnh còn là Diệp Thiên Minh đang ngồi châm lửa lò đan. Phong Vân sư huynh, trúc cấp 2 anh đứng dậy đối diện với hắn một khoảng xa nhưng thứ khiến hắn bất ngờ là thân thế của mình lại bị người ta đọc vanh vách người biết tà à. lần đầu gặp mặt một liều thanh hồn tán nhỏ bé thôi không thành vấn đề thì ra thứ mùi mà hắn ngửi thấy không hẳn là của thu ánh hàn mà chính là lọ thuốc nhỏ trên tay anh kia kìa thanh hồn tán sau khi đốt lên có thành tâm dưỡng hồn có hiệu quả rèn luyện tâm tính cấm kỵ sử dụng lúc tâm có tạp niệm nếu không dễ khiến kinh mạch nghịch chuyển không ngờ nhìn một cái đã biết cảnh giới của ta tên này chính là cao thủ Chính vì lời nói đầu tiên của anh mà hắn bị dọa cho sợ, không dè chừng không được. Linh mộng các chủ phái người tới à, tốt nhất là người nên thả ta ra, ta là đệ tử của đường uyên sư tôn ấy. Trong khi hắn hoảng loạn nói quá chừng để bảo vệ mình thì hệ thống đang đo dần thời gian thuốc còn tác dụng trên người hắn và các chỉ số khác nữa, phong vân trạng thái trúc cơ cấp 2, kinh mạch dịch chuyển. Cảnh giới giảm 2 tầng, thời gian có tác dụng còn lại 29 phút. Người còn chưa có tư cách để biết, đột nhiên Diệp Thiên Minh lại bày ra tư thế kỳ lạ, như đang làm màu chứ không có chút ngầu gì sư huynh đừng để tên tiểu tử lừa tên này tên diệp thiên minh là tên tạp dịch mà linh mộng thượng nguyệt nhặt về chỉ là một tên luyện khí tầng cấp một nhỏ bé thôi dây buộc miệng của nữ nhân kia không biết từ khi nào đã rơi làm hỏng chuyện tốt của anh con đàn bà thối tha lão tử không dễ gì mới giả vờ được một phen một tên luyện khí nhất trọng nhỏ bé à tên đàn ông khi biết mình bị đem ra làm trò đùa thì tức giận chỉ dựa vào một tên run dế như người cũng dám trêu đùa lão tử hắn bước từng bước nặng trịch đến gần làm anh nghĩ mình không xong rồi Liên chửi thề một cái, khốn nạn. Lão tử băm vằm người, thành, trăm, mảnh, dứt lời, hắn dương cú đấm mình mà hướng về phía thiên minh. Mai thay anh tránh được đòn sát thương mạnh mẽ này. Ta không biết cách nào ngươi biết được tên và cảnh giới của ta ở đâu, nhưng hắn đau ngừng, vừa đánh vừa nói. Diệp thiên minh tránh được lần một không có nghĩa sẽ tránh được lần hai nên hiển nhiên lần này anh dính trưởng. Nhưng hôm nay người đừng hòng sống sót trở về. Chưa đợi anh đứng dậy, hắn đã lao đến lần nữa và lần này xem ra như án tử rồi hắn giáng đòn đấm vỡ cả nền gạch làm đất cát và bụi văng tung tóe không tự lượng sức mình cô ả à ở bên ngoài thấy vậy thì vui mừng nhưng chưa được bao lâu lại có một giọng nói vang lên mạnh quá đây chính là thực lực đến gần trúc cơ cảnh sao hóa ra có sức mạnh và tốc độ thế này không chỉ làm cô ả à giật thót và còn đe dọa luôn cả tên đàn ông đó sao nhưng mà muốn giết ta thì vẫn chưa đủ họ tên diệp thiên minh cảnh giới luyện khí tầng 8, nguyên thần đan sơ cấp cực phẩm tạm thời gia tăng 5% phản ứng là 50, thời gian còn lại 27 phút. Anh đúng là đã trúng đòn nhưng chỉ bị xây sát một chút ít mà thôi, hệ thống cùng lúc đó lại xuất hiện để đo các chỉ số. Bây giờ, đến lượt ta rồi, tên đàn ông đó định dùng chân đá bay nhưng đã bị cánh tay anh chặn lại. Lần này chỉ trong một cú trưởng đã khiến hắn bay ra xa. Diệp Thiên Minh dồn sức mạnh vào thời khắc này, đây là lần đầu tiên sau khi được thăng cấp anh dùng đến sức mạnh. Và đúng là có khác biệt rõ ràng, luồng sức mạnh được giải phóng chính là không tầm thường mà. Sư huynh à, cô ả à ngồi co do trong góc nhìn sư huynh mà mình nghĩ bất bại rốt cuộc lại bại trận dưới một tên mà mình nghĩ sẽ thất bại người vốn không phải luyện khí tầng một hắn nói xong câu đó thì lịm đi luôn hắn chưa chết được đâu nhưng vì trọng thương nên không tỉnh nổi mà thôi không ngờ một cú là có thể đánh bại cao thủ cảnh giới 2 cấp xem ra sức mạnh của hệ thống vượt xa tưởng tượng của ta anh nhìn về phía tên đó mà đánh giá cứ xem như là bài thử nghiệm thăng cấp đi miếng mỡ dâng đến miệng tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ là 50%. Đối tượng có sát ý và ký chủ chưa được diệt trừ hoàn toàn, xin hãy hoàn thành nhiệm vụ. Anh đọc một lượt rồi lại tự hỏi, sao, 50% à? Chẳng lẽ hệ thống muốn ta? Cô à thấy Thiên Minh nhìn về phía mình liền run rẩy liên hồi, miệng thì lắp bắp, "Đừng, đừng giết ta, ta, ta có thể nghe theo sự sắp xếp của Diệp ca ca, sau này ta sẽ là người của huynh rồi." Cô à đúng là thật là người nhiều mặt, chỉ mới bị Liếc đã hoảng loạn. Diệp Thiên Minh không để mấy câu này lọt vào tai, liền giơ tay lên dọa dẫm. Ta từng hầu hạ sư tôn và các sư huynh, bảo đảm sẽ khiến Diệp ca ca thỏa mãn. Cô ả à càng nói càng lộ ra vẻ hư hỏng đánh kinh tởm. Ngay sau đó là một tiếng vút, nghe như tiếng dao chém qua. Cứ ngỡ bản thân toi đời nhưng ai ngờ thiên minh lại chém đứt sợi dây đã trói ả à lại. Được thôi, vậy thì bây giờ luôn đi. Cô ả à vẫn còn bàng hoàng khi tay chân được thả lỏng. Ăn nó đi, cứ ngỡ anh nói đến chuyện kia nhưng anh lại quăng cho ả à thứ gì đó để ăn. Đây, đây là. Sơ cấp hợp hoang tán không hiểu vì sao anh lại làm vậy bởi lẽ thứ này sẽ tăng cường năng lực của người dùng nó. Cô à cầm nó trong tay, cúi mặt xuống nên không thấy được khuôn mặt rắn độc ấy. Ha ha, Trung Quy vẫn là nam nhân, lát nữa lão nương sẽ thừa cơ người mất cảnh giác lấy mạng người. Cô à không ngần ngại nghi ngờ gì mà uống cạnh bình thuốc đó. Diệp ca ca, không ngờ huynh lại cho thoáng thật đó. À vừa đi đến gần anh vừa thoát y nhưng không biết rằng, hệ thống từng cảnh báo, sơ cấp hợp hoang tán, chất lượng truyền thuyết. Hiệu lực thuốc là 50, hãy sử dụng cẩn thận. Nhưng mà người ta thích huynh như thế này, ả à ta bắt đầu giở trò ve vãn, dùng thân thể để mua vui cho cánh Nam Nhi. Phải đối xử dịu dàng với người ta nhé, cô ả à ôm chầm lấy anh thủ thỉ, tay phải đã cầm sẵn con dai để đâm xuyên anh. Đi chết đi. Nhưng chưa kịp đạt được ý đồ đã bị anh đá mạnh vào vùng bụng, khiến ả à không kiềm được mà phụt cả máu. Người, sao có thể, Diệp Thiên Minh không ngại giết ả, à. anh chỉ cần lý do thôi và chính anh sẽ tự tạo lý do đó, biết ngay là người không an phận mà. Sắc dục còn con mà cũng muốn khiến ta mất cảnh giác đúng là người điên nói mớ nói là vậy nhưng gương mặt anh lại hết sức đều cáng diệp thiên minh cứ thích giả ngầu nhưng tiếc là không thể cô ả à nhìn vào thái độ kia còn phải hỏi thế này không phải là có hiệu quả làm sao bớt nói nhảm đi tóm lại cơ hội sống ta đã cho người rồi tiếp theo dùng người không ra tay cũng phải chết mấy lời này của anh cũng không thể thông bộ não tàn của ả à ta được người nói vậy là có ý gì truyền thuyết nó chất lượng của hợp hoang tán không dễ nuốt trôi đâu anh vừa nói vừa chốc chốc bình thuốc đã bị uống hết. Nếu không kịp thời phóng thích dược lực, à nghe mấy lời này, không biết vì sao thân thể đã nóng bừng. Anh lại nói tiếp, chắc chắn dục hỏa công tâm mà chết. Đơn giản chính là à sẽ bị chính dục vọng của bản thân nghiền chết. Cơ thể à ta nóng bừng, toàn thân ngứa ngáy, khi uống độc dược đó vào rồi sẽ ép bản thân đến mức phát tình ở bất cứ đâu. Ngươi thật độc địa, xem như tự sinh tự diệt. ở đời một khi đã làm việc xấu, ắt sẽ có quả báo. À sống vì dục vọng và cũng chết vì nó. Ăn miếng trả miếng thôi, Diệp Thiên Minh né dần ra xa, để ả à tự xử lý vấn đề của mình. Nhiệt độ cơ thể nóng đến mức máu tràn từ mũi và mắt ra, ả à ta giờ đây trông rất ghê sợ. "Khoan, khoan đã, ta nhận thua, Diệp ca ca, cứu ta." "Hu hu, khó chịu quá, Diệp ca ca, anh giả làm người điếc, nhất quyết không quay lại nhìn à? Xin, xin huynh, cứu, máu càng ngày chảy càng dữ dội, gương mặt đẹp đẽ kia giờ hóa quỷ dữ vì máu tanh." và thế là anh đã hoàn thành nhiệm vụ mà không cần trực tiếp ra tay. Ánh trăng vẫn leo lắt trên cao, màn đêm vẫn chưa kết thúc. Quả thực là một màn đêm có vẻ như vô tận. Anh nhìn vào lò luyện đan, ánh mắt buồn bã. Có vẻ như thân xác của nữ nhân kia đã được anh đốt cháy cùng tệ đàn ông của ả. À. Anh thở dài mà nói, vù, lần này đều xử lý sạch rồi. Miếng mỡ dân đến miệng, hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống vang lên. Anh cũng vui mừng trong chờ thông báo tiếp theo, nhiệm vụ lần này thật không dễ dàng, xem phần thưởng lần này là gì đã phát phần thưởng, đã ở bên cạnh ký chủ. Bên cạnh Á, anh thắc mắc nhìn qua. Chính là Thu Ánh Hàn vẫn còn bất tỉnh, anh đen mặt mà hỏi, không phải là cái người này đó chứ. Nhìn kỹ thì Thu Ánh Hàn chính là tuyệt sắc gia nhân. Da trắng, môi hồng, từng tấc da tấc thịt đều nở nang, thơm ngát mùi hoa. Không bàn đến tính cách, về phần nhìn thôi đã đủ mê hoặc rồi. Diệp Thiên Minh nếu mói không lay động chính là nói dối. Tuy ta không có thù với người này, nhưng hình như cũng không phải hoàn toàn không thể đáng ghét, đều là người ép ta, ý là anh đang đổ tội cho hệ thống là bắt anh tiếp xúc với nữ nhi xinh đẹp trước mắt mà. Tại Thanh Vân Tông Vân Kiếm Môn, một người đang đi nhanh về phía phòng nghỉ của một vị đại nhân. Căn phòng đó đang vang lên tiếng hét đau đớn của một nữ nhân. Cô gái ôm cánh tay đau đớn cầu xin, á á đau quá. Người đàn ông mặt lạnh tanh là Đường Uyên, Thanh Vân Tông Phó Tông Chủ, mặt lạnh tanh nói. Luyện khí kỳ lô đỉnh chỉ có chút hiệu quả thế này. Bỗng cánh cửa mở ra, người vừa đang đi đến bước vào phòng báo cáo. Sư tôn đại nhân, dược các bên kia xảy ra chút vấn đề. Đường uyên liếc mắt nói với tên thuộc hạ mới vào. Hấp tấp sốc nổi, không thấy bồn tọa đang bận à. Trương Húc, Bách Vân kiếm các, các chủ nghiêng mình đáp. Sư tôn dạy phải ạ, à. sau đó Trương Húc tiếp tục báo cáo. Vừa rồi, linh ngọc của phong vân sư đệ đã bị vỡ, ta sợ rằng hành động của linh mộng sẽ phá hỏng kế hoạch của sư tôn, do đó mà đánh mất trường mực. Đường Uyên dừng hức hút hết sức sống của cô gái đang trong tay, Đường Uyên mặc áo vào vừa nói với thuộc hạ, không thể nào, với tâm tính của Linh Mộng, chắc chắn sẽ lưu lại miệng sống làm khó ta. Nhưng chỉ dựa vào các đệ tử khác của Dược Các, đều không phải đối thủ của Phong Vân sư đệ. Xem ra, nội bộ Dược Các còn tàng ẩn thế lực khác, có điều muộn rồi, không ảnh hưởng đến kế hoạch của ta. Đồng thời Đường Uyên nhận một viên đan dược từ tay thuộc hạ. Đường Uyên ra lệnh, "Húc Bách, giúp ta hẹn gặp tông chủ." Trương Húc đáp lời, "Đệ tử tuân mệnh." Xe đó Trương Húc bay đi. Đường Uyên nhìn viên ngọc lòng nghĩ, thú vị là quỷ nào làm hắn bây giờ mới để ý cô gái lúc trước đang cố bỏ lại chỗ hắn cô gái đã thành cái bộ dạng da bọc xương người không ra người ma không ra ma đường uyên cười nói thực xin lỗi lại quên mất người rồi hắn đưa viên linh ngọc trước mắt con người đã bị hút hết sức mạnh hắn cười lạnh bắn vút khiến cô gái tạm biệt thế giới tại một căn tròi nhỏ ở nơi khác diệp thiên minh đang luyện khí hệ thống thông báo mở khóa được hóa long quyết tu luyện hoàn thành Kỳ chủ đã mở khóa kỹ năng hóa long quyết hắc long hỗn nguyên công pháp diệp thiên minh vui mừng cuối cùng luyện thành rồi hệ thống báo hóa long quyết le vừa một khi tấn công có thể kết hợp một lượng nhỏ sức mạnh của hắc long xương cốt được củng cố sức mạnh phòng ngự tăng 25%. hiệu quả kỹ năng thay đổi khi đẳng cấp tăng lên khi đạt đến cấp độ được chỉ định bạn có thể mở khóa các kỹ năng cấp cao hơn nhìn bảng hệ thống báo khiến diệp thiên minh vui sướng he he hóa long quyết đủ bá đạo ta thích. Hệ thống tiếp tục thông báo, song tu tử vong đếm ngược. Chú ý, song tu tử vong đếm ngược 7 ngày 8 giờ, mời ký chủ nhanh chóng hoàn thành song tu. Diệp Thiên Minh ngạc nhiên, cái gì lại chỉ có 7 ngày. Hắn nhớ lại, nửa tháng trước hắn đang đè trên con gái nhà người ta. Diệp Thiên Minh lòng nghĩ, đây là hy vọng duy nhất trong cuộc đời ta. Đang muốn đưa tay hành sự, thì tấm lòng bất ngờ hướng thiện, ha, cái này sao có thể xuống tay được. Diệp Thiên Minh quyết định lấy từ túi áo ra một lọ chữa trị. Tiểu hoàn tế phẩm chất truyền thuyết, thời gian ngắn phục nổi kỹ năng cơ thể hiệu quả 50 lần. Cậu tính toán trong lòng, gia hoa này bị thương quả thực không nhẹ, trước tiên thử xem dược thủy này đã. Sau đó cậu đổ thuốc cho Thu Ánh Hàn. Thu Ánh Hàn bắt đầu tỉnh lại. Diệp Thiên Minh lo lắng, không hay rồi. Ngay sau đó liền nhanh chóng trốn đi. Bỗng có hệ thống báo, Thu Ánh Hàn độ hảo cảm cộng thêm 20, có thể song tu nhân vật cộng 1 diệp thiên minh ngạc nhiên độ hảo cảm này không phải bị phát hiện rồi chứ bỗng có giọng thu ánh hàn gọi lớn diệp thiên minh cô gái gọi lớn mở cửa diệp thiên minh trong liền run chết tiệt sợ cái gì mà sợ diệp thiên minh mời trà thu ánh hàn thu quản sự ngọn gió nào đã đưa ngài tới đây thế nhà tôi đúng là có khách quý đến nhà mà thu ánh hàn bỗng đỏ mặt làm diệp thiên minh cũng bối rối diệp thiên minh mồ hôi đổ đầm đìa lắp bắp nói thu thu quản sự sao cứ nhìn ta chằm chằm thế khiến người ta xấu hổ lắm đấy thu ánh hàn lòng cũng suy nghĩ ta làm sao thế nhỉ vậy mà lại tự dưng nghi ngờ chính là hắn tuy hôm đó hình bóng mơ hồ nhìn thấy được quả thực có vài phần giống với tên này thu ánh hàn chất vấn diệp thiên minh người có tự ý xông vào dược các không diệp thiên minh nghe vậy lo lắng ra mặt toi rồi quả nhiên là bị nghi ngờ rồi sao lỡ như sự việc bạo lộ bị phát hiện cảnh giới hiện tại sẽ dẫn tới phiền phúc lớn đấy hơn nữa mình không còn thời gian Chết tiệt, dây dưa vào đây chắc chắn chỉ có con đường chết. Hệ thống cũng báo, đếm ngược thời gian song tu diệt vong, chú ý, đếm ngược thời gian song tu diệt vong là 7 ngày lẻ 8 tiếng, ký chủ hãy mau chóng hoàn thành song tu. Thu ánh hàn bỗng cười lớn, ha 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 ha, thu quản sự nói đùa rồi, ngài đã từng nói xung quanh dược các bố trí rất nhiều cấm chế mà, ta còn chẳng dám lại gần nữa là. Lòng cô thầm nghĩ, cũng đúng, ân công cứu mình, sao có thể là hắn chứ, đánh đuổi tu sĩ trúc cơ kỳ, ra tay liền trị khỏi vết thương của ta, Người này nhất định là cao thủ. Nhưng Lỡ Như, tên này ẩn giấu tu vi thì sao? Vẫn chưa hết nghi vấn, nếu như cô ấy đủ thông minh, vậy chắc chắn sẽ xem ra cần thiết phải ra tay thăm dò. Ngay sau đó Thu Ánh Hàn lao đến nói lớn, đắc tội rồi. Bỗng đạp phải cơ quan của Diệp Thiên Minh. Thu Ánh Hàn không ngờ có chuyện này nữa. Ngay sau đó cô nàng lao thẳng mặt vào Diệp Thiên Minh làm cậu lo vãi ra, oái, lão tử quên mất chưa lắp bẫy. Hai người nằm lên nhau. Diệp Thanh Minh bị Thu Hán Hàn đè lên thì vừa sướng vừa gào khóc, cái thứ công trình chết tiệt này hại chết người ta rồi. Thu Ánh Hàn cũng đỏ mặt. Cô bé gào lên tức giận, Diệp Thiên Minh, ta giết ngươi. Lúc sau tại đại sảnh chính, Diệp Thanh Minh mặt mũi bị đấm sưng phù rồi bị kéo tới đây lên tiếng hỏi, "Thu quản sự, ngài đánh ta một trận sau đó lại đưa ta tới đây để làm gì?" Thu Ánh Hàn đáp lời, bớt phí lời, "Hôm nay có hội nghị toàn thể dược các, tất cả đệ tử đều phải tới." Trương Húc lên tiếng nói, tông môn đúng là ủng công nuôi dưỡng đám phế vật các ngươi. Đại hội chúc căn sắp tới, dược các các ngươi vậy mà còn chưa chuẩn bị xong chúc cơ đạn. Linh mộng, các bậc tiền bối đang suy nghĩ xem người có còn tư cách ở vị trí này nữa không đấy. Các chủ linh mông nói, đúng là giỏi tính kế, ban đầu ta vẫn không dám xác định, cho đến hôm nay ngươi đột nhiên làm khó dược các ta, là thủ đoạn của tên đường uyên đó sao? Trương Húc đáp lời, ồ, sao lại nói như thế? Linh mộng đáp lời, đám địa linh thảo này, là do tạp dịch của Khương Nhược nghĩa phụ trách cắt hái. Tuy bên ngoài không có gì khác thường, nhưng không biết đã động chân động tay thế nào. Trải qua thử nghiệm, thì không thể chế đan như bình thường được nữa. Tên phản đồ này thuộc gia tộc thế tục, vừa hai lục vũ thành dưới quyền quản lý của Đường Uyên, người không thấy quá trùng hợp sao? Mọi người liền bàn tán xôn xao, bảo sao khoảng thời gian trước lúc luyện đan đều thất bại, đúng là quá mất thể diện. Đường phó tông chủ vì để áp chế môn phái của Hoa Phố Tông chủ, lại ra tay với dược các chúng ta. Thanh Vân Tông có một vị tông chủ, hai vị phó tông chủ. Vì tông chủ bình thường dốc lòng tu luyện, chuyện lớn chuyện nhỏ trong phái đều giao cho hai vị phó tông chủ xử lý. Điều này đã dẫn đến việc trong Thanh Vân Tông, dựa vào việc phó tông chủ đứng đầu đã hình thành nên hai thế lực môn phái. Diệp Thanh Minh liền bật hệ thống phân biệt thảo dược sơ cấp level 1 khởi động. Cậu liền nhận được thông tin về cây linh thảo. Địa linh thảo, loại kém, tỷ lệ luyện chế thành công trừ đi 90% dược tính trừ 90%. Diệp Thanh Minh lòng thầm nghĩ, phẩm chất của thảo dược, xem ra người bình thường thật sự không thể phân biệt được. Trương Húc nói, đúng vậy, cách nói rất có trí tưởng tượng. Vậy người nói xem cái tên Khương Nhược Nghĩa đó, ở đâu thế? Linh Mộc đầy lo lắng, chết tiệt, ánh hàn và ta ở trong lò luyện đan chỉ tìm thấy một tí manh mối. Tên thần bí đó tâm tư cẩn mật, lại không để sót lại bất kỳ dấu vết chứng cứ nào. Trương Húc cười lớn, ha ha, nếu đã không có chứng cứ, lời ban nãy ta cứ coi như là nói đùa nhé. Hắn nói tiếp, hôm nay ta tới đây là muốn nói với các người vì để bù đắp lỗ hồng của trúc cơ đan đường phó tông chủ đã thuyết phục tông chủ đại nhân mở ra bí cảnh trùy lâm chỉ có vô can thảo trong bí cảnh mới có thể thay thế trúc can đan bù đắp bộ phận lỗ hồng bởi vì hạn chế trong bí cảnh chỉ có tu vi luyện khí và trúc cơ mới có thể tiến vào chọn người mà trong 18 các mỗi các chọn một người còn về dược các phạm phải tội bắt buộc chọn hai người linh mộng tức giận ngươi nói cái gì cơ linh mộng gào lên người biết rõ rằng đệ tử của dược các căn bản không có tu sĩ kỳ trúc cơ để tiến vào bí cảnh mà luyện khí tu sẽ rơi vào tình thế thập tử cửu sinh các ngươi đây là muốn dồn bọn chúng vào chỗ chết trương húc nói dồn vào chỗ chết ư ừ. trương húc nói tiếp linh mộng vốn dĩ chính là do dược các ngươi làm việc không tận lực làm liên lụy tới đệ tử của 17 các khác không để cho toàn bộ đệ tử của dược các ngươi tiến vào bí cảnh đã là niệm tình nghĩa đồng môn lắm rồi đấy linh mộng tức giận bắt đầu thi triển công pháp hai người tỏ ra sức mạnh lãnh địa đối đầu nhau bỗng có giọng vang lên, ta đi. Người nói không ai khác chính là Diệp Thanh Minh. Mọi người tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Thu Ánh Hàn cũng lên tiếng, dược các xuất hiện phản đồ, là quản sự, ta khó thoát tội. Ta tình nguyện gánh vác trọng trách này thay dược các. Trương Húc nói, ồ, không hổ là nữ nhân mà Lý Sơ Nam Sư Đệ nhìn chúng, rất có sức hút. Linh Mộng lo lắng thì Thu Ánh Hàn nói, yên tâm đi các chủ, cảnh giới của con đã gần đạt tới trúc căn rồi, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Nghe lời này Diệp Thanh Minh lòng nghĩ cô gái này nổ hơi ác. Luyện khí tầng 8 so với trúc cơ không chỉ chênh lệch nhau một chút thế thôi đâu. Hệ thống bỗng thông báo, cảnh cáo, sắp mất đi nhân vật có thể song tu, thu ánh hàn, lúc đó dữ liệu và độ hảo cảm của nhân vật sẽ trống rồng. Diệp Thanh Minh lòng vô cùng lo lắng, đây không phải rõ ràng sắp xảy ra chuyện rồi sao, thu ánh hàn là tia hy vọng duy nhất trong cuộc đời mình. Khó khăn lắm mới lấy được 20 điểm độ hảo cảm, không được, không thể cứ mất đi như thế được. Trương Húc lên tiếng, còn thiếu một người nữa. Có giọng vang lên, cái đó, thêm ta vào nữa có được không? Người nói chính là Diệp Thanh Minh, ta cũng coi như là đệ tử của Dược Các mà. Hệ thống liền thông báo, nhiệm vụ đặc biệt mảnh vỡ viên cố mở khóa. Giải thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định, chưa biết. Thời gian đếm ngược, 6 ngày 23 tiếng 59 phút, chéo ngược. Tại Vân Tông các cấm địa. Thu Ánh Hàn nói với Diệp Thanh Minh, Ê ta nói người đấy, hiện tại đã sắp lâm trận, muốn bỏ chạy cũng muộn rồi. Cô nói tiếp, vân trưởng pháp đúng là kỳ lạ thật đấy, đệ tử nội môn dựa vào tài nguyên tông môn, cần cù tu luyện nhanh nhất cũng phải 3 đến 5 năm mới có thể chạm tới môn hạp Diệp Thanh Minh cười đáp, ha ha thu quản sự hiểu nhầm rồi, vừa được nhận làm đệ tử ngoại môn lại được phát bí pháp, tâm trạng có hơi kích động. Hệ thống thông báo, công pháp bậc thấp Thanh Vân trưởng tu luyện hoàn thành. Thanh Vân trưởng level mắc thông qua việc hội tụ linh lực trong lòng bàn tay, gia tăng uy lực công kích.